Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 30 tháng 12 năm 2018. Chúng ta học tiếp phần nghiệp. Chúng ta đã đi qua cái phần khái niệm về nghiệp.
Phần thứ hai là phân loại về nghiệp. Trong phân loại về nghiệp thì chúng ta phân loại theo đạo đức tâm linh, tức là tất cả những cái hành vi thuộc về thân khẩu ý của chúng ta đi vào con đường thiện hay là con đường bất thiện. Như vậy chúng ta tạo nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện, nói một cách rất là tổng quát như vậy. Khi mà chúng ta tạo nghiệp thiện hay bất thiện thì con đường luân hồi của chúng ta sẽ theo đó để hiện ra rất là rõ nét. Nếu mà chúng ta là cái người tu thiền sắc giới và thiền vô sắc giới, đây, thiền sắc giới, thiền vô sắc giới, thì con đường tái sanh của chúng ta, đó, nó sẽ là cái con đường của các cái cõi mà thuộc về nhàn tịnh, nó gồm có 20 cõi chư thiên. Nếu mà chúng ta không có tu thiền sắc giới và thiền vô sắc giới và cũng không có đắc được cái thiền này, thì tất nhiên là chúng ta còn ở trong cái cõi dục giới này. Trong cõi dục giới này thì có nghĩa là trong tâm của chúng ta nó có cái thiện, và trong cái tâm chúng ta vẫn còn có những cái pháp thuộc về pháp bất thiện. Thì như vậy, do cái pháp bất thiện nó hoạt động trong cái đời sống nội tâm của chúng ta đó, mạnh hay yếu, mà khi thân hoại mạng chung thì có con đường luân hồi của chúng ta rất là rõ nét. Nếu mà trong cái hiện kiếp này mà chúng ta là người giữ giới, mà chúng ta là cái người hành giới, và cái giữ giới từ thô cho đến tế, và cái hành giới chúng ta đây thành tựu được một trong năm giới đó, thì cái con đường tái sanh của chúng ta sẽ là cái con đường mà nó ở vào cõi nhàn, tức là sáu cõi chư thiên dục giới. Đây, sáu cõi chư thiên dục giới nằm ở đây. Tu thiền thiền sắc giới thì sẽ tái sanh vào 110 cõi, 16 cõi chư thiên. Thiền vô sắc giới là 4 cõi chư thiên. Thì như vậy chúng ta sẽ được tái sanh vào đây. Nếu chúng ta giữ giới, chúng ta hành giới, nói chung như vậy. Và nếu như chúng ta không đi con đường đó, cái con đường thuận chiều để tiến hóa đây, thì chúng ta sẽ đi con đường đối ngược lại. Con đường thuận chiều tiến hóa là con đường thiền. Nó gồm có ba pháp, hay còn gọi là ba nhân, là vô tham, vô sân và tri tuệ. Ba nhân, có ba nhân. Vô tham, vô sân, vô si, còn gọi là trí tuệ. Còn ba cái nhân mà cũng là cái nguồn gốc của tất cả những cái đau khổ trong cái đời sống chúng ta, đó là tham, đó là sân, đó là si. Vì tất cả chúng ta đây đều muốn hạnh phúc thì chúng ta nên gieo cái nhân an lành này là vô tham, vô sân và trí tuệ. Còn nếu như chúng ta không hiểu biết, chúng ta bị sai, bị lạc, bị lệch, bị lầm lỗi, bị tội lỗi, thì con đường đó có nghĩa là chúng ta đang trồng những cái hạt giống, gieo những hạt giống, trồng những cái cây nó thuộc về tham, sân và si. Thì con đường của chúng ta nó sẽ đi vào trong cái thoái đọa, mà cái sâu thẳm của cái thoái đọa đó là cái con đường của địa ngục. Nó hết sức rõ ràng, nó định hướng trong cái đời sống nội tâm chúng ta. Mà khi chúng ta chưa biết được cái chân lý về tâm linh thì chúng ta mơ hồ. Chúng ta mơ hồ và chúng ta sống theo cái gì? Chúng ta sống theo cảm xúc. Vì tất cả những gì trong tâm chúng ta khởi lên nó đều có sở hữu tọa đi theo cả. Bảy cái sở hữu biến hành này: xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng, quyền, tác ý. Tất cả những cảm xúc khởi lên nó đều dở theo những cái cảm thọ. Và chúng ta thích họ hưởng những cái cảm thọ đó. Vì vậy đó, chúng ta bị tất cả những cảm thọ của luồng nghiệp cũ. Mà đặc biệt á, những cái cảm thọ lạc, những cái cảm thọ hỷ, khi nó khởi lên thì cái vô minh của chúng ta đó là không phân biệt được nó thuộc về đó là tham, thọ hỷ, thọ lạc.
hay nó thuộc về đó là cái thiện hỷ này đây. Chúng ta không phân biệt được về kiến thức, cũng như không phân biệt được về cái thực tế nó đang diễn ra, những cái cảm xúc đó trong cái nội tâm, và nó hiện hình trên tất cả những cái cảm thọ mà làm rung động từng cái tế bào trong cơ thể của chúng ta. Chúng ta không nhận ra được đâu. Cái vô minh để mình thiếu hiểu biết về mặt kiến thức, và cái vô minh để cho mình không thấy rõ những cái cảm thọ nó đang rung lên trong từng tế bào của chúng ta, và nó nằm trong những cái cảm xúc thuộc về tình cảm chúng ta đây, thì chúng ta đã không phân biệt được nó. Và vì vậy đó, người ta gọi là chúng ta đã sống theo cái bản năng của mình, tức là những cái nó vốn có. Khi chúng ta có mặt trên thế gian này, nó vốn có. Tại sao nó vốn có? Vì chúng ta đã gieo trồng nó từ vô lượng kiếp rồi. Và khi chúng ta ra đi thì chúng ta chỉ bỏ cái hình hài nó thuộc về sắc pháp mà thôi. Còn cái danh pháp là cái đời sống nội tâm của chúng ta đó, nó vẫn lưu chuyển qua dưới nhiều cái trạng thái, dưới nhiều cái hình thức khác nhau. Đó là nó sẽ xuất hiện trong các cõi này với những cái sắc pháp phù hợp với là cái cảnh giới của nó. Nhưng khi chúng ta làm con người đó, chúng ta chỉ biết thân mình, thân người của mình là quý nhất mà thôi. Cho nên chúng ta vẫn bám vào đó. Ở trong cảnh giới của quỷ khổ vẫn bám vào đây, vẫn bám vào cái người đó. Không có buông ra. Và khi ở trong súc sanh thì bám lấy cái súc sanh. Không buông ra. Cho nên chó chết cũng thành có ma chó. Bò chết cũng có ma bò. Cọp chết cũng có ma cọp. Vì nó bám vào cái sắc pháp đó. Nó không nhận ra rằng đó là nơi cái đời sống của tất cả mọi chúng sinh đó, là nó có hai thứ vật chất. Theo cái tên gọi ngày nay, một cái vật chất thô là cái hình hài này đây, cái thân thể này đây. Có những cái cấu và tạo mang cái tính quy luật, và nó chịu chi phối của nghiệp đã tạo tác ra nó. Cái thứ hai là một vật chất mịn, là nó thuộc về cái tư tưởng, tình cảm, cảm xúc, mà cái vận tốc vận động của nó nhanh hơn là vận tốc của ánh sáng. Và cả hai phối hợp nhau. Cũng như chúng ta nói điện, ở trong cái đường dây điện, khi nó hoạt động thì cái quạt nó quay, cái đèn của nó sáng, thì cái dụng cụ bằng điện nó có tác dụng. Còn khi cái vô hình đó, nhưng mà vẫn hiện hữu được, chúng ta thấy được sự hiện hữu của nó, nhưng chúng ta không có đo lường được cái hình dáng, cái màu sắc của nó, quy luật vận động của nó chúng ta có thể biết được. Thì nó cấu tạo nên một cái đời sống như thế. Và nó cứ vận hành suốt như thế trong cái con đường luân hồi của chúng ta. Đi xuống những cõi thấp, rồi đi lên, rồi lên, lên, rồi lại xuống, lên, rồi xuống. Chỉ vì chúng ta sống theo bản năng. Chúng ta thiếu sự hiểu biết về hai mặt, tri văn, tri tư. Và khi chúng ta có hiểu biết về trí văn, chúng ta mới có thể ứng dụng được có trí tư. Và từ cái chỗ ứng dụng này nè, chúng ta tìm hiểu một cái phương pháp nào có thể làm cho đó cái chúng ta có thể chi phối được cái quy luật vận động của tâm linh, thì cái đó nó thuộc về cái trí tu trong ba cái này. Còn khi chúng ta không hiểu biết thì chúng ta cứ gieo những cái nhân sai lạc này, cái tự làm khổ đời mình. Trong tất cả những cái hoàn cảnh, những con người, những cái yếu tố tạo nên sự đau khổ cho chúng ta đó, không có một cái yếu tố nào khủng khiếp bằng tự mình gieo cái đau khổ xuống cho mình, nhưng mình không hề thấy đâu. Bởi vì đã nhiều lần sư cô nói rồi, mình hãy tự quan sát đi. À, chúng ta sống đó, chúng ta câu thông với bên ngoài nhiều lắm. Chúng ta đi một cái triết lý trong thân rất là nhiều. Cho nên luôn luôn khi bất cứ gì xảy ra thì chúng ta nói tại cái này, bị cái này, do cái này. Thì chúng ta không bao giờ nhìn thấy rằng chúng ta đã tự gieo khổ xuống cho mình. Và khi ngày nào chúng ta nói rằng do hoàn cảnh này, do người này, do điều kiện này, do yếu tố này làm cho tôi đau khổ,
thì không bao giờ chúng ta có thể kết thúc sự đau khổ được ta. Tại sao vậy? Vì chúng ta không thể sửa đổi được người khác, chúng ta cũng không thể sửa đổi được hoàn cảnh. Nhưng mà khi chúng ta thấy rằng chúng ta gieo cái nhân đau khổ cho mình, thì chúng ta đây có thể thay đổi được. Chúng ta có thể gieo được những cái hạt giống lành. Cớ sao chúng ta không làm? Hãy hỏi mình như vậy. Và hãy xác định rằng tất cả những đau khổ mà chúng ta đang phải gánh chịu ngày hôm nay, nó ở đây trong tâm của chúng ta. Và chúng ta còn dại dột để tiếp tục phát triển nó khi chúng ta nói tại hoàn cảnh, tại người này, tại người kia, mà chúng ta không biết rằng chúng ta đang có sẵn ở đây. Bởi vì tại cái người khác thì chúng ta oán cái người khác. Tại cái hoàn cảnh thì chúng ta trách cứ cái hoàn cảnh. Tại cái điều kiện này thì chúng ta đổ thừa cho nó, tại nó có mặt. Mà chúng ta không nhìn ra cái đích thực nó đang nằm trong tâm của chúng ta. Thì chúng ta chỉ tạo tác thêm, không bao giờ chúng ta có thể giảm nó và có thể làm tiêu tan nó. Tất cả chúng ta đây đều muốn hạnh phúc, đều muốn được thọ hưởng cái hỷ lạc này. Nhưng chúng ta nhầm lẫn ở giữa pháp bất thiện và cái pháp thiện. Nhầm lẫn nhìn không được. Ở trong ta đó, lúc nào cũng vậy đó, giữa cái đúng và cái sai, cái tốt, cái xấu. Nó giống như là cái chỗ mà cái đường, mà cái nước sông nó ra nước biển, phân biệt không được. Một cái người phụ nữ chồng chết khi còn mang thai, sanh được một đứa con trai, và nuôi cho nó ngày hôm nay nó gần 30 tuổi rồi. Nhưng mà nói thế này, bây giờ đến đâu, ở lại á, là cho tôi một cái phòng, mẹ ngủ bên, con ngủ bên thì tôi ở. Chứ còn tách con trai tôi mà ngủ cái phòng khác, tôi ngủ phòng khác thì không bao giờ tôi chấp nhận. Đi làm việc cũng vậy, trả lương bao nhiêu tôi không cần biết, nhưng mà mẹ con của tôi với tôi là thôi. Và cậu này cho tới cái tuổi này đó, không thể lập gia đình được. Và không phải đó là một người duy nhất. Thì khởi từ cái tình mẹ thương con, đi tới cái chỗ luyến ái. Nó là cái nước sông và nước biển trong lòng của người mẹ không có phân tích. Và không phải nơi đây. Khi nó đi đến cái cùng tổn tâm tối của nó đó, thì không thể nói không có sự loạn luân. Chúng ta thấy nó biến chuyển trong cái tâm thức mình. Không nhận ra. Không nhận ra những cái dấu hiệu cực kỳ nguy hiểm nó đã sản sinh ở trong tâm, bám víu. Tại sao mà mẹ chồng nàng dâu trên khắp thế giới này, từ đông sang tây, từ cổ chí kim, cũng vẫn là một cái điệp khúc đó mà thôi? Cũng chỉ vì từ cái lòng thương con biến sang lòng luyến ái, cho nên không chấp nhận bất cứ một người nào đó là chia sẻ cái tình cảm này, mà gọi là nó đã cướp mất cái thằng con trai của tôi rồi. Và vì vậy đó, những cái pháp quế nhiễm mà nó thuộc về cái sân tật lẫn hối đây, nó là cái tật đố đây, cho nên là nó ghen tuông ích kỷ. Và vì vậy cái bi kịch mẹ chồng nàng dâu đó, nó xảy ra đó là phần lớn. Còn cái con số mà những người mẹ thật sự giữ được cái thánh thiện của người mẹ hiền đó, không có bi kịch này, không có bi kịch này. Chính gia đình sư cô biết đó, bà nội của sư cô mà thờ cái người mẹ chồng mà mẹ kế đó cực kỳ trân quý, vì hai người có cái duyên đó, thương quý nhau lạ lùng lắm. Bất cứ cái gian khổ gì của con dâu thì bà mẹ chồng đều nâng đỡ, đều chia sẻ hết. Mà không phải là mẹ chồng ruột, mẹ kế kìa. Bà con có cả một cái đàn con để mà thừa hưởng gia tài của ông cố. Nhưng mà không, bà rất là thương cái người con dâu cả, là con của người vợ trước của chồng mình.
chuyện rất là hiếm hoi, nhưng không thể không có. Cái đó là khi nào cái người nữ này nó thoát ra khỏi, thoát ra khỏi những cái quế nhiễm này. Còn bằng không, con đường của nó là con đường kinh khủng. Cho nên không phải giữa cha với con, giữa mẹ với con, mà nó đi con đường thiện lành mãi mãi đâu. Nó sẽ có thể rơi xuống cái luyến ái này này, và cái người ta nhìn không ra, để cho người ta gây ra biết bao nhiêu cái bi kịch trong cái đời sống gia đình. Và quý vị là cái người sống trong đời, quý vị không lấy làm lạ rằng khi người con trai mình cưới vợ thì cái bà mẹ thấp thỏm không yên, và không bao giờ muốn rằng cái người con trai của mình có con với con dâu mình cả. Canh từng phút từng giờ, từ cái liếc nhìn cũng không chấp nhận luôn. Thì chúng ta sẽ thấy cái tham luyến này nó đưa đến cái tật đố, đưa đến cái lẫn là cái ích kỷ vô song, và đã tàn phá cái thế hệ thứ hai trong cái gia đình của mình mà mình không hề biết. Ta sẽ hỏi tại sao? Tại sao có những chuyện lạ lùng như vậy? Và khi quý vị hỏi tới cái câu này thì cái câu trả lời mà nó giúp cho mình suy nghĩ đó là tại sao người xuất gia theo đạo Phật không có được lấy chồng lấy vợ? Là vì trong cái luân hồi đó, những cái kiếp trước có thể là chồng vợ, rồi nó liên chuyển đi, nó có thể thành anh em, rồi có thể thành cha mẹ, thành ông bà, rồi giờ nó thành chồng vợ. Đó là sự loạn luân của rất nhiều kiếp luân hồi. Ai biết rằng đâu cái người con trai bây giờ mình sinh ra tiền kiếp nó là chồng hoặc là vợ của mình. Cho nên cái luyến ái không thể nào không tránh khỏi. Nó lộn tùng phèo hết. Trong cái hiện kiếp này mà những người nào đó độc thân á, mà hiểu biết thì biết đó là phước báo. Còn nếu không biết á, thì nó là một cái sự tủi thân, cái sự mặc cảm, mặc cảm tự ti kéo dài trong cái cuộc đời mình. Hoặc là những người phụ nữ hay là những người nam mà chia tay cái người bạn đời của mình khi mình còn trẻ, và mãi cho đến khi mình lớn tuổi vẫn không gặp được người nào khác, thì đó là phước báo nếu chúng ta nói về đời sống tâm linh. Nhưng mà sở dĩ trong cái đời thường đó, người ta rất là khó sống ở cái chỗ miệng lưỡi thế gian, là ta nói theo cái pháp thế gian để coi rằng đây là những người cô độc, những người bất hạnh, những người gọi là trái độc, không con, không chồng, không vợ. Nhưng về tâm linh nó là phước báo nếu mình biết rõ như vậy để mình sử dụng. Bởi vì trong cái luân hồi mình không có tạo tác được. Rồi đến đây dừng lại. Những ai quá đau khổ về cái đời sống hôn nhân của mình á, thấy rõ, biết rõ, thì trong tâm của mình cũng có thể khởi lên một cái lời nguyện rằng nếu tôi còn luân hồi thì cái nghiệp ái xin kết thúc. Bởi vì nó là một trong những cái nghiệp nặng nhất trong cái tâm tha. Mà nếu mình thoát ra được đó, giống như là 50% đó, cái đời tu của mình đã thành tựu. Nằm ở chỗ này. Không mấy ai ra khỏi đâu. Dính hết. Dính đủ thứ dính rồi. Nhưng mà cái đó là nặng nhất. Bởi vì nó thuộc về cái bản năng truyền giống. Đến cái thời kỳ đó, đến cái lứa tuổi đó, thì cái bản năng truyền giống nó thôi thúc. Thêm một cái nhu cầu về vấn đề tình cảm, nó thuộc về cái hỷ lạc lại đây, nó cũng thôi thúc. Nhưng chúng ta đó, mấy ai mà sáng suốt để nhận ra, trừ khi những người đó trong tiền kiếp người ta đi một cái đoạn đường dài về tu tập thì người ta nhận ra được. Như vậy, khi chúng ta hiểu con đường đi như vậy, thì đoạn trước cô có nói, nếu chúng ta muốn sống trong cái thế giới của chư thiên, để được sự chở che của chư Phật, con đường của chúng ta chỉ là con đường thiện và thiện trí mà thôi.
và con đường còn lại là con đường sai lạc. Con đường của cái sự ngăn che chúng ta không thấy, không biết. Và chúng ta rơi vào sự khổ đau. Và khi đã khổ đau rồi thì chúng ta thoát ra không được. Vì chúng ta không thấy con đường thoát ra. Chúng ta không biết cái phương cách để thoát ra. Và khi chúng ta sinh ra làm người hay làm súc sanh hay làm quỷ khổ, kể cả Atula, thì trong mỗi một cái thế giới này, cái nhân quả nó sẽ trổ sanh, nó đang kết lẫn nhau. Và nó đang kết trong tất cả các cõi này với nhau. Cho nên á, tại sao chúng ta cùng với những người giữ giới, cùng với những người hành giới để làm những cái việc thiện lành, để cùng nhau tu tập. Thì cái đó là chúng ta đang gieo cái duyên, gieo cái gì? Tức là cái sự dây nối để chúng ta kết lại. Tại sao đối với những bậc hành giả tu thiền định hay thiền tuệ thì chúng ta cũng đều cúng dường, chúng ta cũng đều đảnh lễ, chúng ta cũng đều lắng nghe, đó là để chúng ta gieo cái gì? Chúng ta có một cái sự nối kết. Vì vậy, trong cái tâm tối, trong cái khổ đau, chúng ta muốn thoát ra, thì cái sự gieo duyên này, nếu đầy đủ cái thiện lành, nó sẽ trổ sạch. Và chừng đó, chúng ta sẽ gặp được một người, một việc, một lời nói, dẫu là trong quyển sách, dẫu là trong một cái câu thơ, hoặc là tiếng nói đó từ một cái đứa nhỏ, nhưng nó phát ra đúng lúc, mà chúng ta kết được, thì chúng ta ngồi lên. Còn không thì chúng ta kết với những cái thế giới này để chúng ta nhìn thấy sự thoái đọa nơi chúng ta cứ tuột dần xuống như thế mà không hiểu được tại sao. Vì mỗi cái nó đều có một cái lực hút của nó. Mỗi cái đều có cái lực hút của nó. Cái lực hút này nó là hùng lực, một lực này nó là ma lực. Nơi chúng ta có đầy đủ hai thứ đó. Và nó diễn ra trong cái đời sống nội tâm của chúng ta. Và nó đang kết nhau để nó đưa đến sự luân hồi. Cái sự luân hồi này đưa đến tiến hóa, sự luân hồi này đưa đến thoái đọa. Đó một đường đi, cách đi đứng của nó. Cách thứ hai, nó từ trên những cái cõi này nó có thể thoái đọa xuống đây. Và từ nơi đây nó có thể lên tới cõi chư thiên. Thành ra chúng ta thấy là 31 cõi này nó đang xen lẫn nhau. Nhưng mà riêng đó, cái cõi chư thiên sắc giới và chư thiên vô sắc giới đó, nó khó đọa hơn. Khó chứ không phải là không thể. Ngày nào mà những cái quế nhiễm này còn bên trong, thì ngày đó nó còn có thể bùng vỡ ra và nó đưa đến sự thoái đọa. Khi mà chúng ta không hiểu biết đó, thì chúng ta nghĩ rằng không biết có ma có quỷ không. Và khi người ta nói là cái súc sanh này đó chỉ là cái miếng ăn của con người thôi, hoặc là cái thú vui của con người thôi, nuôi nó để nó chim nó hót cho nghe, nuôi một con khỉ để nó làm trò cho mình vui, nuôi một con chó để dẫn nó đi chơi, vân vân vậy đó. Mình xem xét lại coi những cái chúng sanh ở trong những cái cõi này có phải là cái phương tiện để mà làm trò cho chúng ta hay không, thì chúng ta xem xét. Tại vì trong những cái thế giới này cũng có người thân của chúng ta. Trong cái thế giới này, khi thân ngoại mạng chung, chúng ta có thể ở tại đây. Nếu trong cái hiện kiếp này chúng ta câu thông nhiều chừng nào, thì chúng ta thấy rõ con đường của mình đi chừng đó. Hàng ngày chúng ta đây đó là giết mổ con này con khác đem ra bán, hoặc không giết mổ thì chúng ta mua thịt nó về để mà chúng ta làm cái nghề chúng ta sinh sống chẳng hạn, hoặc là bản thân chúng ta ăn nó, thì chúng ta thấy nó đã kết ở trong cái nghiệp thuộc về cái nghề để mình sinh sống, nó thuộc về cái máu thịt mà chúng ta mang ở đây rồi, thì nó đã thấy một cái hướng của nó đi về đâu đã thấy rồi, không có mơ hồ chút nào cả. Tại sao người ta dùng ma túy, người ta dùng rượu thì cái hệ thần kinh người ta bị suy thoái và sau đó người ta rơi xuống đây. Thì không lý gì cái thịt súc sanh hàng ngày
mà nó tan trong máu để nó nuôi tất cả những tế bào trong cơ thể của mình, và nó làm thành nên một cái lực ở trong cái thể chất này, nó lại không đủ khả năng để đưa chúng ta xuống những cảnh giới này. Thì quý vị hãy xem xét, hãy cân đo, hãy tính toán và sẽ thấy con đường đi của mình rất là rõ nét, không mơ hồ chút nào cả. Cũng như chúng ta uống thuốc vậy, chúng ta uống thuốc đúng thì bệnh giảm cho đến hết bệnh. Chúng ta uống thuốc sai thì bệnh càng lúc càng nặng và đưa đến cái chết. Trong cái sự sống, nuôi sống chúng ta hàng ngày bằng khí trời lớn nhất, thức uống lớn lần thứ hai, và cái thứ ba là thức ăn. Ba thứ đó chúng ta nghĩ đầu tiên, chúng ta ở trong cái môi trường mà khí độc chúng ta sống được không? Chúng ta uống nước nhiễm chúng ta có sống được không? Và chúng ta ăn những thức ăn thì thức ăn nó lại là có những thức ăn dính với nghiệp, nhất là nghiệp sát. Thì chúng ta hãy xem xét lại, tự suy nghĩ lấy để chúng ta tìm con đường. Do mình suy nghĩ đúng. Bởi vì chúng ta hiểu rằng các cõi này nó sẽ đan xen với nhau, đan xen với nhau trong cái đời sống. Và hôm trước thì sư cô giảng 14 cái trường hợp mà ác ma nhiễu pháp, thì để chúng ta thấy gì? Là khi mà ác ma này đó, ma dương này, nó thuộc về cái bản năng mà thấp kém, tham sân si này đây, thì thấy không? Nó quấy nhiễu những cái người tu thiền, tu các thiền tuệ. Và nơi cái hội chúng đó có cả Đức Phật, có cả chư Phật khác, nó dẫn vào để nó quấy rối. Vì vậy quý vị thấy cái lực của nó đâu có nhỏ, quấy rối hết, huống chi là đối với con người. Và hôm nay chúng ta sẽ đọc cái bài kinh Hàng Ma để biết rằng bây giờ đó ma nó cũng quấy rối trong tất cả những cái chúng sinh, mà ngay cả những cái vị tu tập là tỳ kheo thì ma nó còn quấy nhiều hơn nữa. Bởi vì khi một người đi vào con đường tu tập thì có nghĩa là xa rời cái đời sống thoái đọa, thì ác ma nó không chấp nhận cái điều này, nó muốn cư dân nó phải ở lại đây và nhiều cách để nó quấy rối. Và khi học cái bài kinh này đó thì chúng ta phải canh chừng mình, phải để ý mình, bởi vì có khi đó mình chính là những ác ma sống, những ác ma mà nó hiện hình ở trong cái môi trường tu tập, trong lúc nghe pháp, trong những cái khóa tu, thì chính những cái con ác ma sống này, những thứ ác ma sống này nó quậy ở trong cái trường thiền, nó quậy trong cái chỗ học pháp. Tại sao vậy? Vì nó câu thông trong tâm của mình chứ không đâu xa cả. Bởi vì sư cô dặn quý vị đi nghe pháp bất cứ ở đâu mà ngồi gần cái người nói chuyện nhiều quá đó, nó là ác ma đó, đứng dậy đi chỗ khác đi, không nghe không gì hết. Bởi vì lúc đó trong tâm nó ác ma khỏi vậy, cho nên nó quấy rối cái lúc mà người ta nghe pháp, cái đó là nó đọa rất nhanh. Cho nên chúng ta không ở gần ác ma đâu, nó hiện hình với nhiều cái dáng dấp khác nhau, nhưng nó câu thông ở trong tâm của chúng ta, vì vậy nó quấy rồi. Cho nên tối kỵ nhất là trong khóa tu, trong lúc mình nghe pháp mà mình phạm cái giới, đó là giới thanh tịnh về khẩu, thì cái đó là tự làm hại mình, tự làm khuyết tổn mình, tự làm cho đó ngăn che để về sau đó khi mà muốn nghe pháp, khi mình muốn tu tập đó, mình cứ bị ngăn che hoài không có tu được. Cho nên chấm dứt cái này, bất cứ ai nói bên lỗ tai mình, nếu mà bây giờ mình ra không được, giờ ra chơi đổi chỗ luôn, không ngồi gần người đó, dứt khoát như vậy. Chúng ta không để tổn phước gì những cái người bị ác ma xâm nhập và bản thân họ không kiềm chế được. Cho nên khi mà quý vị đi vào con đường tu tập rồi đó, quý vị sợ nhất cái người nói không dứt,
Vì cái tâm của họ phóng dật không ngừng được, và tất cả họ nói đều là những cái pháp mà làm cho khuấy động trong cái tâm của mình thôi. Và khi học cái bài kinh Hằng Ma này, chúng ta phải biết là sự khuấy động của ác ma là lệ ra cho mình đổi cái tâm đi. Mình đang giữ cái tâm thanh tịnh để đi vào con đường tốt đẹp thì nó làm cho sao động. Nó ra khỏi cái đề mục chính, là cái đề mục đang tu tập hoặc đang nghe pháp, nó sao động ra hết. Nên nó đổi cái tâm thì ác ma xâm nhập vào được. Và nhiều lần khi mà giảng cái pháp này, sư cô có nói rằng cái phóng dật là nó mở cái cánh cửa ra để cho nó không những ác nghiệp ở bên trong nó được khởi sanh lên, mà tất cả những cái gì xấu đó nó đang trổ quả trong tâm, bây giờ nó có cơ hội để nó câu thông với bên ngoài và nó hiển lộ. Cho nên chúng ta luôn luôn cầu nguyện rằng những cái điều may mắn, những cái điều tốt đẹp, những cái quả thiện lành nó sẽ trổ sanh trong cái đời sống chúng ta. Và những bất hạnh, những đau khổ, những cái bất thiện xin cầu nguyện cho nó ra đi. Nhưng mà không, chúng ta đã phóng dật. Chúng ta đã phóng dật thì chúng ta mời pháp bất thiện vào để kết nối với bất thiện trong tâm chúng ta, và để nó hiển bày ra để cho chúng ta phải sống trong cái đau khổ đó mà chúng ta không biết cái phương cách của nó đi như thế nào. Cho nên họ ngồi lâu đó mà hai người trong yên lặng cũng không có cái pháp tu ở bên trong, mà trong chuyện trò cũng không có lấy pháp thiện làm căn bản, thì quý vị nói chuyện của ma dương chắc chắn 100%, không có sai lạc chút nào cả. Cho nên tịnh khẩu là một trong những cái bước đầu tiên để mình giữ cho cái sự phóng dật của mình á nó tạm lắng xuống. Còn ai không nhìn thấy pháp này, uổng công đi đến lớp học, uổng công đi tới những cái khóa tu để rồi hủy hoại cái phước báo của mình. Không ai ép buộc chúng ta đi vào cái lớp học cả, cái lớp nghe pháp cả, và cũng không ai ép buộc chúng ta vào cái khóa tu cả. Nếu mình dạy dỗ mình được, mình dẫn dắt mình được, thì mình vào trong đó mình hiểu rằng cái việc mình giữ giới đây, mình nhốt những con thú hoang dã của mình lại đây là phước báo của mình, thì chúng ta cố gắng. Còn nếu không thì chúng ta chỉ hủy hoại cái phước của mình mà thôi. Cho nên là đừng có tưởng rằng mình đến những cái lớp mà cái người ta giảng dạy người ta dễ quá. Kể cả người ta giảng pháp, mình muốn ăn cũng ăn dễ dàng, muốn nói cũng nói dễ dàng, thậm chí còn viết cái này vẽ cái kia. Đừng có tưởng sự dễ dãi đó đó là một cái niềm vui cho mình. Đó là cái niềm vui của ác ma đó, không phải niềm vui của con người. Nhớ như vậy để mình giữ cái tâm của mình. Quý vị nhớ là khi mà Na Tiên Tỳ Kheo đó, Đức Vua muốn đến hỏi pháp Na Tiên Tỳ Kheo thì phải trai tịnh trong 7 ngày. Thứ nhất không thiết triều, tại vì thiết triều lại phải có chuyện thế gian. Thứ hai không gần cung tần mỹ nữ. Cái thứ ba không, trong hoàng cung không có cái thịt súc sanh nào cả. Và vua phải trai tịnh như vậy, và không nằm trên lông sàn nữa, mà kiếm một cái chỗ thấp bình thường hết sức, nằm xuống đó nghỉ ngơi, và tâm nghĩ đến những điều sẽ hỏi Na Tiên Tỳ Kheo cái gì đây. Một vị vua mà làm như vậy, còn chúng ta thì bất kể bất chấp thì làm sao có được, làm sao có được phước báo, làm sao có được khi chúng ta đi con đường phóng dật. Cho nên là khi chúng ta hiểu biết như vậy thì chúng ta phải cố gắng đó, gìn giữ trong tâm của mình những cái pháp thiện này. Mà chúng ta hở ra là nó mất, mà khi nó đi rồi thì pháp bất thiện ta. Nó giống như là thể không sáng là tối, mà không tối là sáng, chỉ có vậy thôi. Chúng ta khéo giữ gìn thì chúng ta được, chúng ta không khéo giữ gìn chúng ta mất. Cho nên không phải là chúng ta có điều kiện về thời gian, điều kiện về sức khỏe, điều kiện về tài chánh để đi làm từ thiện mới là tốt nhất, không phải. Nếu chúng ta không có điều kiện về thời gian, không có điều kiện về tài chánh, không có điều kiện về sức khỏe đi để mà đi những cái công việc đó, thì ngay chúng ta nhiếp tâm để chúng ta được bình an, thì
thì cái đó cũng là một cái pháp hiện vô cùng lớn lao mà chúng ta không có tốn kém gì cả, mạnh mẽ vô cùng. Thu thúc lại ha, đó là con đường mà chúng ta phải thấy rõ để không thể nói rằng sau bao nhiêu năm học pháp thì chúng ta nói rằng cuối cùng tôi cũng không biết bắt đầu tu từ đâu, tu từ cái miệng nè, tu từ cái chỗ giữ giới nè, thấy không? Tu từ chỗ đó. Bây giờ quý vị dở bài kinh Hàng Ma ra. Đây là bài kinh Hàng Ma ở trong cái tập kinh Trung Bộ số 50, bài kinh số 50. Tiếng Pali là Maratatra Niya Sutta. Cái phần mở đầu, chúng ta nghe cái phần mở đầu là cái phần mà tôn giả Mục Kiền Liên bị ác ma xâm nhập vào trong bụng. Như vậy tôi nghe một thời tôn giả Maha Mokkala Nhá trú giữa dân chúng ở Phát Cớ tại Samsumarajira ở rừng Pesakalavanya, tức là vườn Lộc Quyển. Lúc bấy giờ tôn giả Maha Mokkala Nhá đang đi kinh hành ở ngoài trời. Khi ấy ác ma đi vào trong bụng tôn giả Maha Mokkala Nhá ở trong bao tử. Rồi tôn giả Maha Mokkala Nhá nghĩ như sau: nay sao bụng của ta lại nặng như có gì chồng chất quá đầy. Rồi tôn giả Maha Mokkala Nhá từ chỗ kinh hành bước xuống, đi vào tự viện và ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, tôn giả Maha Mokkala Nhá tự chánh niệm. Tôn giả thấy ác ma sau khi đi vào trong bụng đang ở trong bao tử. Thấy vậy tôn giả liền nói với ác ma: hãy đi ra ác ma, hãy đi ra ác ma, chớ có phiền nhiễu Như Lai và đệ tử của Như Lai, chớ có khiến cho ngươi bị bất hạnh và đau khổ lâu dài. Rồi ác ma suy nghĩ: vị sa môn này không biết ta, không thấy ta, lại nói như sau: hãy đi ra ác ma, hãy đi ra ác ma, chớ có phiền nhiễu Như Lai và đệ tử Như Lai, chớ có khiến cho ngươi bị bất hạnh đau khổ lâu dài. Chính vì Đức Bổn Sư cũng chưa biết ta mau như vậy, làm sao vị đệ tử này có thể biết ta. Rồi tôn giả Maha Mokkala Nhá lại nói với ác ma như sau: này ác ma, ta biết ngươi, ngươi đừng có nghĩ rằng vị ấy không biết ta, ngươi là ác ma. Này ác ma, ngươi hãy nghĩ như sau: vị sa môn này không biết ta, không thấy ta, lại nói như sau: hãy đi ra ác ma, hãy đi ra ác ma, chớ có phiền nhiễu Như Lai và đệ tử Như Lai, chớ khiến cho ngươi bị bất hạnh đau khổ lâu dài. Chính vị bổn sư cũng không biết ta mau như vậy, làm sao vị đệ tử này có thể biết ta được. Rồi ác ma suy nghĩ như sau: vị sa môn này biết ta, thấy ta và nói như sau: hãy đi ra ác ma, hãy đi ra ác ma, chớ có phiền nhiễu Như Lai và đệ tử Như Lai, chớ có khiến cho ngươi bị bất hạnh và đau khổ lâu dài. Rồi ác ma từ miệng tôn giả Maha Mokkala Nhá bước ra và đứng dựa nơi cửa miệng. Tôn giả Maha Mokkala Nhá thấy ác ma đứng tựa nơi miệng bèn nói với ác ma: trong cái bài kinh Hàng Ma này đó là khởi đầu, vị tôn giả Mục Kiền Liên này đang đi kinh hành, tức là đang tu, đang đi thiền hành. Thế mà một cái ác ma, tức là một cái ma rác con này đó, nó mới chui vào trong bụng, nó nhập vào. Nên mình nói theo cái từ dân gian đó, là ngài đang đi kinh hành mà bị ma nhập. Mà ngài đó là vốn là rất là giỏi về thần thông, cho nên là nó vừa nhập vô là ngài biết liền. Thì quý vị thấy là khi mà ngài hành thiền vậy đó, là cái cảm thọ của ngài nhận ra ngay. Ngài nói: ủa tại sao bụng ta nó lại nặng như thế này? Vì vậy ma nhập là biết liền. Trong cái đời thường của mình, ma nhập nó có nhiều cách.
Có những cách mình không biết, có cách biết. Thí dụ như bây giờ mình đang đi hay là đang đứng hay là đang cái gì đó, tự nhiên nó có một cái gì đó giống như một cái mũi tên nó lao vô, nó đâm thẳng vào trong cái chân của mình, rất là đau, thì biết ngay đó. Hoặc là đằng sau lưng, hoặc là có khi nó đưa vào một cái làn gió, nó làm cho mình rùng mình, có thể là nó ớn lạnh, thì đó là vô rồi. Thì cái việc đó là hàng ngày, một là mình có niệm Phật, hai là mình có trì một cái bài kinh nào đó, thì lúc đó mình cứ trì cái bài kinh. Mà thông thường đó, thì sư cô nói quý vị là không có cái bài nào mạnh hơn là cái Phật lực. Đó chính là bài kệ An Lành. Thì chúng ta cứ niệm như thế, nó đi ra. Cái hồi đầu và lúc mà sư cô mới bắt đầu mà niệm cái bài kinh mà kệ hộ trì uẩn á, dịch ra là cái bài là rải tâm từ với dòng tộc lắng Chúa đó. Sư cô nói nhớ cái năm đó là sư cô còn là cư sĩ đang giảng ở cái tỉnh Xá Ngọc Thạnh. Thì ni sư trụ trì đó mới nói rằng là cất mấy quyển sách của ni sư ngay chỗ cái ghế của ni sư nằm. Thì sư cô từ trên giảng đường bước xuống, sư cô hỏi ni sư, thì ni sư biểu sư cô vô trong chỗ đó, đó lấy cái mấy cuốn sách đó đi. Thì sư cô vừa bước chung vô là 4-5 con chó nó nhào ra, nó sủa mà làm dữ lắm. Thì sư cô đứng yên tại chỗ và đọc một đoạn trong cái bài rải tâm từ đó, đứng yên vậy đó. Thì nó sủa xong rồi nó tự động tản xuống, nó nằm xuống đó. Rồi mình vô lấy ra, không có vấn đề. Thành ra mình mới thấy cái lực trì kinh. Thành ra mình phải có một cái bài kinh mình trì. Mà cái bài kinh mà rải tâm từ cho các dòng tộc rắn Chúa, nó là một trong 11 cái bài kinh Paritta mà tới thời Đức Phật còn tại thế đó đều dạy cho tăng chúng và tứ chúng đó, là những cái bài kinh đó để mà phòng thân. Cho nên mình trì những cái bài kinh đó. Thì khi mà mình bị gặp những cái trường hợp đó, một mà mình thường ngày mình có hay niệm Phật đó, thì lúc đó mình cứ bình an mình niệm Phật, mình tưởng nhớ đến ân Đức Phật, nguyện làm theo các cái hạnh lành của Đức Phật, mình cứ giữ yên lặng như thế thì nó sẽ đi ra. Hoặc là mình niệm cái bài kệ An Lành là nó có cái Phật lực. Còn những cái phần sau này nữa thì trong kinh điển có, trong chú giải có chỉ dạy cho mình một số bài kinh. Khi mà trường hợp bị ma nhập như vậy mình phải làm sao, thì cái phần đó chúng ta sẽ học sao. Thì ngày đó thì như chúng ta biết rằng khi mà mình học mình tứ niệm xứ á, thì nó có niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Thì như vậy là khi mà ngài đi kinh hành như vậy đó, thì khi mà nó xảy ra một cái trạng thái là cái bụng của ngài nó nặng nặng xuống đó, là cái tâm của ngài bắt ngay cái pháp cảm thọ, cho nên ngài mới nhận ra. Rồi ngài mới dùng cái thần thông của mình đó là biết có một cái ác ma nó đang xâm nhập và đang ở trong bao tử của mình, cho nên ngài mới nói. Và cái câu này á, thì chúng ta thấy nó cứ lặp đi lặp lại suốt trong cái đoạn này. Cái mục đích để làm gì? Mục đích để cho cái người nghe đó, vì hồi đó là chỉ giảng nghe thôi mà, nghe để mà thuộc cái câu này. Cái câu này đó thì nói là hãy đi ra ác ma, hãy đi ra ác ma, chớ có phiền nhiễu Như Lai và đệ tử của Như Lai, chớ có khiến cho ngươi bị bất hạnh đau khổ lâu dài. Câu này sư cô chia ra 3 phần. Cái phần thứ nhất á, thì ngài khuyên rằng ác ma đừng có nhập vào ta, đừng có trú trong thân thể ta mà phá rối ta, ta đang đi kinh hạch. Thứ nhất là lời khuyên. Cái thứ hai á, thì mới nói rằng chớ có phiền nhiễu Như Lai và đệ tử của Như Lai. Thì ngài Mục Kiền Liên này chính là đệ tử của Như Lai, mà ngài đang hành trì mà vào quấy nhiễu một đệ tử của Như Lai như vậy, một đệ tử đã thanh tịnh rồi, thì cái đó là tổn phước cực kỳ lớn mà ngươi phải chịu. Cái thứ hai, đừng quấy nhiễu Như Lai. Nếu đệ tử Như Lai đây là một cái người mới tu, chưa có cái phước báo đầy đủ để có thể tự bảo vệ che chở cho mình, thì đệ tử Như Lai sẽ cầu khiến Như Lai. Và đó là khi đó là cái hội chúng hoặc là bản thân người này đó sẽ dùng những cái bài kinh của Như Lai, tức là bài kinh của Phật đọc được. Thì như vậy đó, nó có một cái lực là nó sẽ đẩy cái ma vương này đi ra.
chứ không phải ma vương này có thể làm nhiễu loạn cái tâm trí của Như Lai được. Nhưng mà đừng để cho đệ tử của Như Lai phải dùng pháp của Như Lai để đẩy người đi ra, người sẽ bị tổn phước đức. Đó là cái lời khuyên. Rồi bây giờ tới cái phần thứ ba, chớ có khiến cho người bị bất hạnh và đau khổ lâu dài. Thì trong phần cuối của bài kinh đó có nói thế này: lửa không phải đốt kẻ ngu, lửa là lửa thôi, lửa là cháy thôi. Nhưng mà kẻ ngu đó thọc tay vào lửa thì cái kẻ ngu phải bị cháy bỏng. Cho nên á, là những cái bậc mà người ta tu tập đây, những bậc mà chân tu, những cái bậc mà thánh tăng hoặc là những cái bậc mà thuộc về Phật đó, thì người ta chỉ có cái con đường duy nhất của người ta là cái con đường thanh tịnh, con đường trong sáng của trí tuệ thôi, không có những cái pháp quế nhiễm. Thì bây giờ đó, những người nào mà dùng cái quế nhiễm để mà tấn công, để mà quánh phá đó, thì cái lực mình tấn công, mình quấy phá như thế nào nó sẽ đập ngược trở lại này. Cái này quý vị đọc trong những cái tài liệu mà những người họ đi khảo cổ, hoặc là những cái người mà họ đi tìm tới những cái vùng núi non trên Hy Mã Lạp Sơn, để họ hy vọng rằng họ có thể tìm gặp lại được những cái bậc chân tu mà đã đắc định đó, mai ra bây giờ họ còn sống trong hang núi. Và khi họ đi đến những cái vùng mà có những cái dấu tích làm cho họ phải tin như vậy, nhưng mà bản thân họ là một cái con người làm cái công tác khảo cổ nghiên cứu, thì họ bao giờ cũng lấy cái cân đo đong đếm đứng hàng đầu, và họ không tin rằng nó có một cái lực, hiểu chứ, nó có cái lực thiện cũng như có lực bất thiện. Khi mà họ dùng cái sự thiếu hiểu biết của họ và cái sự tự cao tự đại của họ làm thành cái lực để mà giống như là cho biết rằng ta đã hiện diện đây, và tất cả những cái này chỉ là đá, chỉ là hang động thôi, ngoài ra không có giá trị gì hết. Thì khi họ đánh vào trong một cái lực đó, thì tự nơi cái lực quế nhiễm của họ nó sẽ dội ngược trở lại, và ở đây không có rung động, không có lai chuyển. Những cái pháp của cái những cái bậc đại định này không còn lai chuyển nữa, thì những cái gì vọng vào nó tự vọng ngược trở lại, giống như vị đánh một cái trái banh cực mạnh vào trong vách đá không có lai chuyển, nhưng mà cái lực cứng của nó đã làm cho cái trái banh này dội ngược trở lại và có thể mạnh hơn cái lúc người này tung cái lực vào, và người này phải lãnh cái quả banh đó mà gục xuống. Như vậy khi những cái pháp quốc quế nhiễm của chúng ta, để chúng ta đi đến những cái chỗ linh thiêng, đền thờ, miếu mạo mà chúng ta tỏ ra rằng đây chỉ là những cái tượng đá, đây chỉ là như một cái nhà, mà cái nhà này cũng có thể như là một cái kho, cũng có thể như là một cái siêu thị, và chúng ta dùng cái lực quế nhiễm của chúng ta để chúng ta phỉ báng nơi đây thì đánh ngược ra. Cho nên người ta nói là sau khi khai quật cái chỗ này lên, chỗ nọ lên, thì có những người về đó bệnh chết, có khi học máu chết tại chỗ, do lực quế nhiễm của mình đã đánh ngược lại mình. Cho nên trong cái đoạn này có nói này: chớ có khiến cho ngươi bị bất hạnh, bị đau khổ lâu dài. Như vậy tất cả những cái gì mà khi chúng ta thiếu hiểu biết về cái quy lực vận động của các pháp, thì chúng ta phải mắc vào trong chỗ đó và tự làm tổn hại mình, tự làm cho mình bị khiếm khuyết và tự làm cho mình đó bị bất hạnh mà thôi. Chúng ta phải hiểu cái này cho rất rõ. Thưa cô nói là tất cả các pháp, tức là bất cứ cái gì chúng ta làm nó đều có quy luật của mình. Một cái cây lớn lên, dẫu cây lớn hay nhỏ, nó vận hành có tính quy luật của nó. Bữa hôm sư cô nói là khi người ta cất nhà mà ta muốn mình ai nhìn vô cũng thấy khen, ồ cái này chơi nó đơn giản nó đẹp, cái này rất là công phu đẹp, chứ người ta không cảm thấy nó có một cái gì đó sái sái trong đó, hoặc có một cái gì đó mình không có nói cái chữ đẹp được, bởi vì nó đi không đúng cái lực của mình. Khi mình ở cái độ cao nào, với cái tầm mắt nào, mình nhìn cái gì thì nó hiện ra cái người ta gọi nó là, nó gọi là cái kích thước, mà nó gọi là tỷ lệ vàng của nó, là chúng ta đã đạt vào trong một cái quy luật thuộc về chân lý để chúng ta nhìn ra cái đẹp. Mà cái người thiết kế trình bày không đi đúng cái này không có ai khen cả.
Như vậy chúng ta biết rằng tất cả các pháp vận hành đều có tính quy luật, trong đó có sự vận hành về tâm linh. Sự vận hành về tâm linh nó có pháp trắng và pháp đen, pháp thiện và pháp bất thiện, nó đều có sự vận hành của nó cả. Và khi chúng ta không hiểu biết thì chúng ta dỗ ngực để tự mình phỉ báng lấy những cái giá trị cao quý, thì bản thân mình phải chịu bất hạnh mà thôi. Đây là cái lời tôn giả Mục Tiền Liên đã cảnh cáo cho ác ma biết. Còn riêng ác ma mới nói rằng là theo ác ma nghĩ đó, là chỉ có Như Lai, tức là chỉ có Đức Phật mới biết được ác ma mà thôi. Tại sao đệ tử Như Lai lại có thể biết rằng đó ta hiện đang ở trong cái bụng của vị tỳ kheo này? Ác ma không có tin. Nhưng mà như chúng ta biết đó, tất cả những cái gì nó câu thông với nhau đó, nó đều có cái duyên đó. Cái duyên là cái sợi dây nối kết. Cho nên tới đây là cái đoạn mà Ngài Mục Kiền Liên mới nói lại cái lai lịch của ác ma và cái mối dây quan hệ giữa Ngài và ác ma này đây. Ngài nói đó, kiếp trước đó, ta cũng là một ác ma tên là Dusi. Mà mẹ của ác ma này đó là chị ruột của ta tên là Kali. Vậy tại sao không biết? Tại sao ta không biết người đứng trong bụng ta chính là cháu của ta đây? Vì nhân cái này đó là Ngài mới nói cái lai lịch. Như vậy tiền kiếp đã từng là ác ma với nhau, kỳ thế chứ. Bây giờ nó nói lại. Và cái này một lần nữa để sư cô nói quý vị rằng là tất cả những con vật mình nuôi trong nhà, dẫu cho mình muốn hay là tình cờ, nó đều có mối dây quan hệ với mình. Chứ mình không nói là tôi nuôi con gà để tôi ăn thịt, tôi nuôi con chó để tôi ăn thịt vào dịp Noel. Không có nói như vậy được. Chúng ta nói vậy là chúng ta nhìn về cái tầm nhìn là chúng ta đang ở cõi người, thì chúng ta có quyền đối xử tệ bạc với những cõi khác. Vì chúng ta đó không có ở trong cõi này. Kiếp này chúng ta ở trong cõi người, nhưng đậy nắp hòm ở kiếp nào chưa biết. Thì như vậy đó, chúng ta thấy là tất cả đều có cái mối dây quan hệ hết. Cho nên chư tỳ kheo cùng với Đức Phật mà bưng cái bình bát đi khất thực, cái người cư sĩ mà quỳ xuống đặt vào bát cho một chén cơm, đó là nó nối cái duyên, nối cái duyên để khi khổ đau cùng cực đó, là chúng ta mới nối lên được những cái pháp thiện này này, gieo cái duyên để mà nối kết. Tại vì cái lúc mà cái người cư sĩ này quỳ xuống và đặt cái chén cơm vào bát đó là cái tâm hết sức là thiện lành và cung kính, và nó nối được con đường. Như vậy khi nào chúng ta thành tâm, chúng ta cầu nguyện rằng tất cả những điều lành con làm được, xin cho con thoát khỏi cái đau khổ này, thì nếu phước chúng ta đủ nó sẽ câu. Nó câu không phải là ai bồng chúng ta ra, mà nó câu ở cái chỗ chúng ta nghe, chúng ta hiểu và chúng ta gắn bó với nó, để chúng ta như là một cái sợi dây để nối chúng ta. Còn nếu không chúng ta gạt bỏ, chúng ta hất ra hết. Cho nên có những người có cái phước gặp được, nghe được rồi, nhưng hất bỏ hết. Chứ không phải người ta không có cái phước đó. Còn có người tìm không ra, vì chúng ta không có gieo duyên, chúng ta không có sự nối kết. Thì vậy giữa ác ma này với lại tôn giả Mục Tiền Liên này, nó có mối dây quan hệ họ hàng. Đó là mình nói theo cái con đường của huyết thống. Bây giờ mình nói theo con đường của tâm linh. Nói theo con đường của tâm linh đó, thì tôn giả Mục Tiền Liên này mới nói lại cho ác ma cháu nghe rằng, khi ta là ác ma cậu đó, thì ta đã làm những việc như vậy, chứ không phải như con là chỉ chung vào cái bụng của ta đâu, ta còn quậy hơn nữa kìa. Mà ta quậy nhiều chiêu nhiều cách lắm á. Rồi ta thoái đọa cho đến bây giờ đó, ta đã đi tu rồi, phải không? Mà ta là cái người có thần thông đây nè, mà con còn quậy tới cỡ đó là chính con sẽ làm khổ cho con.
Hiểu chưa? Cái lai lịch vậy. Bây giờ tới cái đoạn này, chúng ta nghe là Ngài Mục Kiền Liên nói về cái lai lịch của ác ma con này và cái cuộc đời ác ma của Ngài. Ác ma ở đây ta cũng thấy ngươi, ngươi chỗ có nghĩ rằng vị ấy không thấy ta. Này ác ma, nay ngươi đang đứng dựa nơi cửa miệng. Này ác ma, thở xưa ta là ác ma tên Đú Xí và chị ta tên là Ca Lý. Ngươi là con trai của chị ta, như vậy ngươi là cháu của ta. Và bây giờ bắt đầu ác ma mới nói đến cái tiền kiếp của mình làm một cái ác ma tên là Đú Xí. Này ác ma, lúc bấy giờ Thế Tôn Ca Cú Sâm Đá là bậc A-la-hán, bậc chánh đẳng chánh giác ra đời. Thế Tôn Ca Cú Sâm Đá, bậc A-la-hán, bậc chánh đẳng chánh giác, có hai vị đệ tử tên là Vidura và Sang Chí Vá, là hai bậc tối thượng, hai bậc hiền giả. Này ác ma, đối với đệ tử của Thế Tôn Ca Cú Sâm Đá, bậc A-la-hán, bậc chánh đẳng chánh giác, không một ai ở đây có thể bằng tôn giả Vidura về thuyết pháp. Này ác ma, vì lý do này, tôn giả Vidura được gọi là Vidura, có nghĩa là vô song. Tức là vị này là đệ nhất thuyết pháp, không có ai có thể sánh bằng được. Cho nên được có một cái danh hiệu mà người ta tán dương tên là Vidura, tức là vô song. Còn tôn giả Sanh Chí Vá là vị đi rừng, đi gốc cây, đi các chỗ không người và chứng diệt thọ tưởng định không khó khăn gì. Bây giờ chúng ta tìm hiểu cái đoạn này một chút. Như vậy cái thời mà của Đức Phật Ca Cú Sâm Đá là cái vị này đó, là đứng về cái giống như cái vị trí của vị Phật đó, thì cũng là cái bậc chánh đặc chánh giác, là một cái vị Phật, một cái vị mà khi tu đắc đạo thành Phật, trở thành đấng toàn giác, tức là lên cái đỉnh cao của nó. Và cái đặc biệt của tất cả các đấng toàn giác á, là có thể hiển lộ được cái chân lý về tâm linh, có nghĩa là những cái lời nói của Ngài ra là giáo pháp. Như vậy Tam Tạng Kinh Điển không phải có khi mà Đức Thế Tôn ra đời, mà bất cứ một cái vị chánh đẳng chánh giác nào ra đời thì cũng đều có Tam Tạng Kinh Điển. Ghi nhớ cho nên. Và nó không có sai khác nhau là bởi vì sao? Là những vị này hiển lộ cái chân lý về tâm linh. Bởi vì lâu ngày thì nó có sự sai lệch một chút, sai lệch một chút, sai lệch một chút. Cái sai lệch đó nằm trong cái chỗ đó là khi bằng cái ngôn ngữ nói đời thường đưa vào trong cái chữ viết thì có thể nó bị sai lệch một chút. Thí dụ như mình nói tiếng Việt đi, một cái dấu sai lệch, cái nghĩa nó sai lệch. Một cái dấu phẩy sai lệch, nó cái nghĩa nó cũng sai lệch. Thí dụ mình nói người này rất là lỗi lạc, mà giữa cái chữ lỗi chữ lạc nó có cái dấu nối ra đây thì khác. Mà mình nói người này lỗi lạc, chữ lỗi có dấu phẩy rồi tới chữ lạc thì thấy đại họa rồi. Không những có lỗi mà còn lạc đường, mình chỉ thấy khỏi chưa. Thì cái ngôn ngữ nó ghi gớm vậy. Người này rất là lỗi lạc, khác. Người này rất lỗi lạc, khác. Thấy khỏi. Thành ra trong cái ngôn ngữ mà khi ghi chép lại đó, nó cũng phải có chút lệch lạc. Rồi thêm đó, các cái đời sau chú giải, tức là những cái chữ nào khó hiểu với cái thời đại người ta giải thích ra, thì cái giải thích đó nó cũng có cái đúng, nó có thế nó rõ ra, nhưng cũng có những người chú thích lệch chút. Mà hơn nữa cái chú giải nó còn phụ chú giải nữa, tức là mỗi đời nó có sự giải thích trọng thêm ra, thì với thời gian nó lệch. Rồi chưa kể đó, cái người chú thích có thể làm đúng, nhưng mà người nghe nó trong cái tưởng người ta nó có lệch. Vì như chúng ta biết cái tưởng của tất cả chúng ta nó có cái tưởng thiện và tưởng bất thiện. Tưởng thiện nó ghi nhận đúng, mà tưởng bất thiện nó có lệch chút. Và đặc biệt như thế này,
tất cả chúng ta không trừ một ai cả, chỉ trừ cái bậc đắc đạo quả thôi, còn ngoài ra phàm phu không trừ ai cả. Thì chúng ta luôn luôn đó thích những cái gì đúng ý mình, và những cái gì không đúng ý mình đó chúng ta làm cho nó giống ý mình một chút. Chính vì cái chỗ đó mà chúng ta khó mà tiếp nhận giáo pháp đúng 100%. Và quý vị có thể chứng minh cái điều này rõ ràng khi mà trong cái khóa tu mình giảng như vậy cho người ta hành trì như vậy, nhưng mà bao giờ cũng vậy đó, 80-90% là người ta sửa hết đó. Và cái đó đó trong đời thường ta nói nè là do cái nghiệp của người đó, nhưng mà nói theo cái giáo pháp đó là do đó, hai cái luồng nghiệp này, cái nào nó mạnh cái nào nó yếu. Nếu như cái phước tu tập người ta nhiều đó thì nghe cái lời pháp mà dạy về tu tập đâu có dính vô đó. Còn nếu như cái phước người ta ít á thì người ta nghe nơi đâu á thì nó đổi theo cái ý ở đây hết rồi, nó làm sai lệch thôi. Cho nên người ta nghe một đằng người ta làm một nẻo. Trong cái đời thường cũng vậy đó quý vị. Ngồi nói chuyện chơi thì cũng sao, mà khi làm việc chung á, quý vị đo lường cái tưởng người ta cực kỳ dễ dàng. Mình chỉ cần nói vậy, mình hỏi người ta nắm chưa, hiểu chưa, nói nắm hiểu rồi. Đến khi người ta làm mình mới thấy cái tưởng mình. Bất cứ quý vị làm bất cứ công việc gì mà làm chung mới thấy, thì mới thấy cái tưởng của người ta nó ở cái tầm mức nào. Và trong cái tưởng này, sư cô nói cái tưởng đúng nó chính là cái trí thông minh của thế gian. Và vì vậy đó, có những người ta bén nhạy, ta nghe xong ta biết làm rất tốt. Có những người nói vậy làm khác, nói vậy làm khác, nói vậy làm khác. Và mình biết rằng cái người này cái phước họ kém, cái tưởng của họ tưởng sai, tưởng lệch. Đầu tiên vậy trong cái việc làm vậy. Và khó thành công lắm. Khi mà nhìn thấy những điều này cụ thể trong cái đời sống rồi, mình mới biết rằng tại sao mình phải làm điều thiện, tại sao mình phải học giáo pháp, tại sao mình phải tu tập. Để mình rèn luyện cái gì? Rèn luyện cái tưởng đúng. Và bất cứ khi làm cái gì cũng vậy, cái con đường tiếp cận của mình đó phải là con đường chính xác. Và đây là con đường thiện. Làm cái gì? Luôn luôn xem xét nó để đưa đến sự chính xác. Có nghĩa là rèn luyện cái tưởng đúng. Khi nào cái gì còn mơ hồ chưa làm, khi nào cái gì còn mơ hồ chưa nói, mà cái gì nó phải chính xác, mà nó lặp đi lặp lại nó mới mang tính quy luật của nó. Còn nó chính xác mà nó chưa lặp đi lặp lại trong những cái điều kiện cho phép của nó thì nó chưa có tính quy luật, mà nó là có tính ngoại lệ, phải xếp nó vào trong cái ngoại lệ. Cho nên giáo pháp á, chúng ta học trong sách vở một phần, và cái phần lớn á, là chúng ta học trong đời thường. Trong cái đời sống rất bình thường của chúng ta đây, chúng ta nhận ra rất nhiều những cái chân lý mà giáo pháp đã trình bày. Thì nó không nằm ở đâu xa cả. Cho nên khi nào những cái pháp bất thiện nó nằm trong tâm mình, nó quấy nhiễu lên mà mình không hiểu biết, thì đó chính là mình hại mình. Cho nên hồi nãy sư cô mới nói là không có ai mà tàn hại mình nhiều cho bằng chính mình đã tàn hại mình. Làm ngay chỗ này nhìn không ra. Cũng như sư cô nói, bà mẹ thương con nhưng đâu có nghĩ rằng đưa con vào trong bi kịch. Quen một cái người bạn gái nào cũng rất là khó tiến tới hôn nhân. Khi sư cô còn trẻ, sư cô có người bạn thân, người bạn thân nó có một cái người em, cậu ấy cũng bị y một cái trường hợp. Cái năm mà sư cô còn gặp cậu đó là năm đó cậu đó 27 tuổi. Sư cô mới hỏi cậu, văn chừng nào em cưới vợ? Nó cười cười nó nói, thôi chị ơi, chắc chừng nào má em mất em mới dám nghĩ tới chuyện đó, chứ bây giờ không, em không có dám nói gì hết.
Và cô nào với nó muốn tính tới thì nó nói rằng không tính tới được đâu, nó không có xạo nhưng mà không tính tới được. Vẫn đúng như vậy, má nó mất rồi nó mới lấy vợ được. Quý vị có bao giờ mà nghĩ mình thương con mà mình để làm cái bi kịch trong cái đời sống của con không? Không nghĩ ra đâu. Nó là sự sai lệch ở trong tâm của mình mà mình không có nhìn thấy. Mình gieo đau khổ cho mình, gieo đau khổ cho con mình trong nhiều đời nhiều kiếp, mình không thấy được. Không thấy được đâu. Nếu người ta thấy được, người ta đã không làm. Cho nên cái đạo Phật dạy chúng ta bao giờ cũng phải thấy biết chính mình. Chúng ta rất là ngu dại khi chúng ta thấy biết người khác nhiều quá, để khổ trong cái lòng mình, để gây cái oán hận với nhau thôi. Tại mình thấy người ta thì cái miệng mình nói thì người ta không bằng lòng, thì vậy là xích mích nhau. Tại sao mình không thấy mình để mình nói về mình đi, để mình đừng làm hại mình đấy nè. Tại sao? Nhìn kỹ đi. Ngài Mục Kiền Liên mới nói rằng là cái thời của Đức Phật Các Cú Sanh Đá, cái đấng toàn giác này có hai cái người đệ tử. Một người đệ tử thì giỏi về cái đại định, một vị thì là đệ nhất thuyết pháp. Hai vị này đó là cận kề với Đức Thế Tôn, cũng giống như là Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên trong cái thời của Đức Phật Gautama. Bây giờ chúng ta nói qua một chút xíu về cái vị mà tôn giả Sanh Chí Vá này đây. Mà cái vị này là coi như là tu thiền ngồi dưới gốc cây, tu ở trong rừng. Và Ngài đó là cái người có thể nhập đại định được. Cái đại định đó nằm trong cái chữ nó gọi là diệt thọ tưởng định. Cái chữ diệt thọ tưởng định đó, thì cái tiếng Pali nó là Nirodha Samapatti. Chữ Nirodha có nghĩa là chấm dứt, và cái chữ Samapatti có nghĩa là thành đạt. Diệt thọ tưởng định nghĩa là thành đạt, sự chấm dứt hơi thở nhưng không chết, chỉ có các hoạt động của tâm ngừng lại mà thôi, được gọi là diệt thọ tưởng định. Và một cái cách dịch vắn tắt á, thì cái chữ diệt thọ tưởng định này gọi là đại định. Cái này quý vị đọc báo quý vị thấy là người ta có nói là có một vài người Ấn Độ đó, khi người ta tu tập đó, người ta thử nghiệm bằng cách là người ta đào một cái huyệt rồi thả cái người này xuống đó. Còn người ta để trong một cái quan tài những người nằm ở trong đó. Và như vậy là người ta nói là người ta có thể nằm 3 ngày để cho bác sĩ theo dõi, là cái hơi thở người ta ngừng lại, người ta không có chết. Hơi thở ngừng lại mà không có chết. Và những cái hoạt động thuộc về tâm thức cũng ngừng lại, tức là làm cho ngừng lại hết. Ta ở trong thể một cái trạng thái mà nó định rất là cao, cho nên gọi là đại định. Thì bác sĩ thấy là không có hơi thở, không có hoạt động, nhưng mà cơ thể nó vẫn giữ được cái sự ấm của nó. Và cái hoạt động về tâm thức, khi đo điện tâm đồ vô thì không thấy hoạt động của tâm thức. Nhưng mà sau 3 ngày thì người này có thể ngồi dậy được. Nhưng mà thông thường đó, một cái vị mà tu cái này đó thì nó ở hai cái cấp độ. Cái cấp độ thứ nhất đó, là cái vị này đó, một là đã nhập vào cái dòng, xin lỗi, dòng thánh thứ 3 hoặc là dòng thánh thứ 4. Và như vậy khi cái vị này đó mà bắt đầu ngồi thiền và nhập đại định á, thì vị này có nói có một cái lời, có một cái lời khấn trước khi mà nhập đại định á. Có nói rằng trong cái thời gian mà nhập đại định á, là thứ nhất không có tịch trong cái thời gian này, tức là 7 ngày đó khi nhập đại định là không có chết trong cái thời gian 7 ngày. Cái thứ hai đó là tất cả những cái gì
mà nó nằm trong cái cơ thể này, thí dụ như là áo quần, túi bát, vân vân, thì dẫu cho nhà có cháy hay người ta có chất đồ lên đốt thì cái gì cũng cháy hết, nhưng mà trừ áo quần và thân thể của cái người nhập đại định này thì không có suy xỉn. Đó là cái năng lực mạnh của một cái người nhập đại định, trước khi nhập đại định có một cái lời khấn như thế, hoặc là biết trước rằng là mình không có chết trong cái khoảng thời gian đó, và không có một cái gì có thể làm suy xuyển cái thân này khi nhập đại định cả. Thì cái người đệ tử thứ hai của cái vị toàn giác này đó là cái ngài mà Sanchivá này đã làm được cái điều này. Và đây cũng là cái nguyên nhân mà để cho cái ác ma cậu là Dushi đó có thể là thể hiện hết tất cả cái sự quấy rối của mình. Cái chữ Dushi đây nó có nghĩa là quấy nhiễu. Tức là cái ác ma này đó là chuyên môn là quậy phá. Xin lỗi, cái Dushi nó không có cái không có nha. Đọc là Dushi. Ác ma Dushi này á là gọi là ác ma quậy á. Đi tới đâu quậy tới đó, đi tới đâu quậy tới đó. Phá mà. Chơi ác mà. Thì cái nguyên nhân đầu tiên mà nó kích thích, nó làm cho ác ma cậu là Dushi đây đó, là tạo cái ác nghiệp của mình á, là do cái vị thứ hai. Cái vị thứ hai này đang nhập đại định. Và bây giờ chúng ta nghe tôn giả kể lại cái tiền kiếp ác ma của mình đây. Này ác ma, ở xưa tôn giả Sanchivá đang ngồi nhập diệt thọ tưởng định dưới một gốc cây. Này ác ma, các người chăn bò, chăn thú, làm ruộng, các lữ hành thấy tôn giả Sanchivá đang ngồi nhập diệt thọ tưởng định dưới một gốc cây. Thấy vậy liền nói với nhau như sau: thật vi diệu thai, này các tôn giả, thật hy hữu thai, này các tôn giả, vị sa môn này chết mà vẫn ngồi. Chúng ta hãy quả tán ngài. Rồi này ác ma, các người chăn bò, chăn thú, làm ruộng, các lữ hành liền thâu lượm cỏ, củi và phân bò chồng lên thân tôn giả Sanchivá, đốt lửa và bỏ đi. Này ác ma, tôn giả Sanchivá, sau khi đêm ấy đã tàn, liền xuất định phủi áo và buổi sáng đắp y, cầm y bát vào làng khất thực. Này ác ma, các người chăn bò, chăn thú, làm ruộng, các lữ hành thấy tôn giả Sanchivá đang đi khất thực. Thấy vậy liền nghĩ: thật vi diệu thai, này các tôn giả, thật hy hữu thai, này các tôn giả, vị sa môn này chết mà vẫn ngồi, nay được sống lại. Này ác ma, vì lý do này tôn giả Sanchivá được xưng danh là Sanchivá, Sanchivá. Này ác ma, rồi ác ma Dushi nghĩ như sau: ta không biết chỗ đến và chỗ đi của các tỳ kheo có giới hạnh và thiện pháp này, vậy nay ta hãy nhập vào hàng Bà La Môn gia chủ và nói như sau: hãy đến phỉ báng, mạ lị, thống trách và nhiễu hại các vị tỳ kheo có giới hạnh và thiện tánh, do bị phỉ báng, mạ lị, thống trách mà nhiễu hại bởi các người. Các vị ấy có thể đổi tâm, và như vậy ác ma Dushi mới có dịp để chi phối họ. Bây giờ chúng ta xem từng phần nhé. Ác ma Dushi thấy ngài Sanchivá này đó là nhập đại định thì trong lòng rất là kính phục, và biết rõ đây là một cái vị tỳ kheo có giới hạnh, một vị tỳ kheo có thiện pháp, tức là biết đúng là người tốt rồi, một bậc chân tu rồi, biết rõ rồi. Nhưng mà biết rõ mà thích quậy cho nó hết chân tu, cho nó hết thiện pháp, đó là cái gì? Đó là lòng đố kỵ ở trong ma vương. Và chúng ta có không? Có hết, không người nào không có. Người có nhiều, người có ít, người tạo cơ hội cho nó lớn ra, người làm cho nó thu tốt lại, ai cũng có. Thấy ta giàu hơn không ưa,
thấy ta học giỏi hơn không ngờ. Thưa cô nhớ hồi đó thưa cô ở trong cái thiền viện, sau khi mà tới lúc ra về rồi thì sư cô có gặp một người, tự nhiên là gặp mình cái là mới vừa hỏi cái khóa tới là có đi hay không, một cái câu hỏi rất là bình thường vậy thôi, thì tuôn ra một cái tràng đó chửi những người có học vị. Thì lúc đó mình còn ở trong thiền viện, nhưng mà thấy rất rõ vậy, tại sao người ta lại nô lệ cho cái lòng đố kỵ của mình đến như vậy. Ta nô lệ người ta không biết, cho nên hãy coi chừng cái tâm của mình. Cái lòng đố kỵ luôn luôn nổi sanh. Tại sao lòng đố kỵ luôn luôn nổi sanh? Bởi vì tất cả chúng ta đều có cái ngã. Chúng ta yêu mến cái ngã của mình, và chúng ta không thích ai hơn mình cả. Không thích ai cả. Có người đó chủ động trong cái sự đố kỵ của mình, có người không thấy nhưng vẫn hành xử theo cái đố kỵ của mình. Đừng có tưởng thoát ra dễ đâu. Thành ra quý vị thấy này, ác ma vẫn biết rằng cái vị hành giả nhập đại định này là một bậc chân tu, một bậc có thiện pháp. Nhưng ta không chấp nhận thì sao? Bởi vì ta ở trong thế giới này. Và ta không thích có những cái kẻ ngồi trên đầu trên cổ ta, và ta thắp phá cho nó tụt tụt. Cho nên đừng tưởng rằng mình giỏi hơn người ta là mình có phước. Có phước có một phần thôi, còn một phần đó là cái bia để mà tên bay đạn lạc tới. Ta hiểu như vậy. Vậy cái lòng đố kỵ của con người không ngừng lại bao giờ đâu. Như vậy giữa con người với con người cũng có đố kỵ. Còn cả một cái thế giới ác ma này á, là nó bắn những mũi tên của nó không lường được. Và như vậy ác ma Dusi này làm cái gì? Ác ma Dusi này phải xâm nhập vào trong một cái thế giới có uy tín của xã hội Ấn Độ, là cái tầng lớp Bà La Môn. Chị thì ác ma đó phải nhập vào trong Bà La Môn. Bà La Môn là một cái tôn giáo thờ thần. Tất cả những cái vị thần mà trong cái thế giới Bà La Môn á, thờ phượng là đa thần linh ở trong đó, không có Phật. Còn con đường của cái vị mà nhập đại định này là con đường đi tới Phật. Hai cái tôn giáo này nó khác nhau. Và cái ảnh hưởng về quyền lợi và cũng như tâm linh trong cái xã hội của Ấn Độ cũng khác nhau. Nếu những ai chọn con đường thiết lập một cái xã hội tự do dân chủ đích thực thì người ta đi theo Phật giáo. Còn người ta thiết lập một cái xã hội quyền lợi của lợi ích nhóm, lợi ích giai cấp thì ta sẽ đi vào con đường của Bà La Môn. Rõ ràng như vậy. Thành ra đó, trong cái lịch sử của cuộc thánh chiến mà chính Thánh Gandhi là người đứng ra đi hòa giải đó, thì cái đạo Bà La Môn với cái đạo Hồi đó là không có hòa thuận nhau, nhưng sẵn sàng bắt tay nhau để diệt cái đạo Phật. Tại vì cái đạo Phật dương cái ngọn cờ của tự do, của dân chủ, của bình đẳng. Thì Đức Phật nói cái gì? Đức Phật nói dưới cái làn da mà màu trắng, màu đen, màu vàng hay màu đỏ đây, chỉ có một điều duy nhất là cái dòng máu đỏ chảy dưới làn da này. Cũng như khi chúng sinh mà còn luân hồi trong các cõi đây thì chỉ có đau khổ là một cái dòng chảy chảy suốt trong cái đời sống tâm linh của chúng sinh. Tại sao chúng ta không nhận ra cái điều đó để chúng ta đi con đường an vui đích thực, mà lại là chìm đắm trong cái tâm tối này để gieo khổ cho nhau? Cho nên đối với nhà Phật đó, thì cái người mà thuộc vào dạng người cao quý đích thực là cái người đi con đường thánh thiện này, và người hạ tiện là người đi vào cái con đường của ác ma đây. Chứ không phải cái người mà cao quý là nằm ở chỗ cái địa vị mình là vua, hay là mình tể tướng, hay mình là quan chức,
hay mình là cái người giàu có, hay là mình là người có tiếng tăm, nó không nằm ở chỗ đó. Mà nó nằm ở trong cái bản chất của cái người này, là bản chất thiện hay bản chất của ma quỷ ở đây, nằm trong cái chỗ đó. Rõ ràng là như vậy. Thì vậy người ta không có nhìn từ đầu tới chân, mà người ta nhìn nó thấu vào trong trái tim, nó thấu vào trong cái bộ não của cái người có cái bộ quần áo và có cái dáng dấp đó. Thành ra đó, những cái thế lực chính trị mà nó đi vào lợi ích nhóm, nó đi vào lợi ích cá nhân, nó đi vào lợi ích của dòng tộc của nó, và cả một cái đại dương là dân tộc đây đó, thì nó nhấn chìm hết tất cả, nó khuynh lót hết tất cả để nó phục vụ cho lợi ích nhóm, phục vụ cho lợi ích cá nhân, lợi ích của dòng tộc. Nó không tồn tại trong cái đạo Phật được, nó chỉ tồn tại ở nơi những cái khuynh hướng mà về tôn giáo, mà lòng chính trị trong đó, tôn giáo khác, chánh trị khác, nhưng người ta đã lòng hai cái đó lại với nhau. Và vì vậy đó là giữa Hồi giáo và cái Bà La Môn giáo bắt tay lại để triệt hạ cái đạo bằng cách giết sạch, đốt sạch hoặc cướp sạch ra. Và quý vị biết là khi mà vào trong cái chùa đó, mà lúc chư tăng đang tụng kinh hay đang hành thiền, thì không có bất cứ một cái sự phản kháng nào hết, kể cả bỏ chạy cũng không, thì đã giết sạch, đốt sạch hết. Còn nếu mà đến không phải cái lúc đó chư tăng đang làm những cái việc mà ta gọi là chấp tác á, thì ta bỏ chạy. Và vì vậy đó mà ở tại Ấn Độ hiện nay đó, những cái chùa chiền nó hiếm thấy, chỉ còn là di tích hoặc mới lập sau này thôi, còn bị triệt tiêu. Thì như vậy chúng ta thấy trong cái đời thường nó đã hiện ra như vậy rồi, thì trong thế giới của ác ma, thì ác ma mới nói rằng chỉ có cách là ta đây phải xâm nhập vào trong cái tâm tưởng của các Bà La Môn. Và khi quý vị học 14 trường hợp để mà nó phát sanh cái tâm người ta lên đó, thì chúng ta nhớ lúc đó chúng ta nói rằng có phi nhân nhập vào để làm đổi cái lộ trình tâm thức này, thì ác ma đã nhập vào trong Bà La Môn. Và cái cách nhập của ác ma là nó có hai cách. Cái cách thứ nhất là nó nhập vào để cho người này đó bị cái điên đảo nó khuấy trộn lên, thì mới đi chửi rủa, mắng mỏ, đánh đập những người thuộc về tăng lữ. Một đường thứ hai nữa, đi vào cái chỗ khen tặng, tân bốc, cúng dường, làm mọi thứ để những cái người này đó bị cái vật dục lôi cuốn. Thành ra cái tâm người này bị đổi. Thì khi đổi vậy đó, ác ma xâm nhập vào thì mới có những cái phàm tăng hướng hạ. Phàm tăng hướng hạ thì phải đi vào tái sinh trong các cõi khổ này. Và như lần trước khi chúng ta đọc cái tập về mà ngạ quỷ sự đó, chúng ta thấy trong đó có những quỷ là sa di, cái áo của cái người sa di hoặc là cái áo của người tỳ kheo, thì chúng ta thấy có. Và khi nó làm khuynh đảo như vậy á, để nó đưa cái thế giới của cái sự thiện lành này nè phải rơi ào xuống này. Quý vị thấy như Đề Đà Bà Đạt Đa cũng là cái người ở trong cái cảnh giới này rồi, sắp về cảnh giới này là phải tuột xuống tới địa ngục, tới địa ngục đây. Và hiện tại mà chúng ta đang ngồi nói đây thì Đề Bà Đạt Ma vẫn còn trong ngục rất nhiều, không thể. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ nhìn toàn thế giới này, những người có cái phước báo á, người ta được hưởng tất cả những cái quả lành ở trong cái xã hội này. Đó là những người có chức sắc, những người có địa vị cao, hạng nhất, hạng nhì, hạng hai, hạng ba, những người có điều kiện giàu có để khuynh lót xã hội. Thì quý vị thấy không, họ không có đi con đường chân thật nữa, mà họ đi con đường của ác ma, đi con đường của ác ma. Và tất cả chúng ta đều thấy rằng bây giờ địa vị cho đến đâu, tài sản cho đến đâu, khi chết rồi không đem theo được gì ngoài những cái điều sai lạc của mình. Thì chúng ta hiểu cái thế giới này đi về đâu. Và khi đó họ có cái giỏi giang trong cái đời thường để họ làm vua, họ làm quan chức, họ làm tất cả những nghề nghiệp mà cái đầu óc họ ranh ma chừng nào, thì họ chết, họ mau thành quỷ dữ chừng đó. Hoặc là họ rơi xuống địa ngục rồi, thì cái con đường của họ
nhất định trước khi làm người nó phải ngang qua cái quỷ dữ này, nó kể cả nó ngang qua cái cuộc đời của Atula ác nữa. Tôi thấy cái cuộc đời của cô quỷ dữ, con đường nó đi là như thế. Nhưng chúng ta đây không bao giờ nhìn ra, người ta chỉ biết một cái thực tại đó, ta muốn gì được đó, gì nắm quyền lực trong tay, khuynh loát tất cả, muốn cái gì có cái đó. Đó là ước muốn của ma dương, vì ước muốn của chư thiên và ước muốn của chư Phật chỉ muốn một con đường duy nhất là bình an trong tâm mình và an vui cho tất cả chúng sanh, không muốn cái gì khác hơn cả. Nhưng ác ma muốn quyền lực, ác ma muốn tất cả những cái dục vọng trên thế gian này, ác ma phải được thỏa mãn tối đa. Và con đường đó là con đường nó sẽ đi ra đây không biết là bao lâu. Thì chúng ta thấy là ác ma Dusi nhập vào Bà La Môn, thấy chưa, không nhập vào người thường. Cái này rồi chúng ta học càng sâu, chúng ta thấy rằng tất cả những người mà có dông đeo bám, có ma nhập, thì quý vị nhớ như thế này: nếu đây không phải là oan trái thì mình mới chịu lâu dài, còn nếu đây là oan trái, trong một tích tắc đó, là mình đã không còn mạng sống rồi. Và cái muốn cho mình tật nguyền đó, thì cũng trong tích tắc mà thôi, nhanh lắm. Chỉ cần cái đèn đỏ nó ngừng lại mà chúng ta đã chớp một cái thấy đèn xanh đi qua là xong rồi. Mình đang chạy vậy, mình thấy đây là cái dũng nước trống qua một cái là xong rồi. Thành ra phần lớn á, nó không phải là những cái người đeo bám như mình, không phải người xấu, không phải là cái người có quan trái nặng nề với mình đâu. Mà thông thường đó là người ta đang chờ sự giúp đỡ của mình mà mình không biết. Người ta đeo bám chỉ là mong chờ sự giúp đỡ thôi, sao ta lại không giúp đỡ? Không có gì phải sợ hãi cả, vì chúng ta biết rằng những cái thế giới này giao lưu với nhau. Nếu chư thiên có thể hộ trì cho chúng ta thì những người ở cõi khổ này người ta cũng vẫn đang muốn mình hộ trì cho người ta, vậy tại sao không giúp? Và những người đó luôn luôn đã có cái duyên nối kết với mình một cái gì đó trong tiền kiếp, chứ không phải ai cũng người ta cũng đeo bám hết. Tiền kiếp đã nói rồi, cho nên quý vị nhìn thấy nè, ác ma cháu mà đi vào trong bụng của tôn giả một kỳ riêng đó là bởi vì nó là cháu mà, nó đã có một cái mối dây quan hệ rồi, bây giờ nó mới tìm tới, chứ nó không bao giờ là tình cờ. Và ngay cả đó, ác ma Dusi này đó nhập vào cái hàng Bà La Môn đó, và cũng đã có cái duyên với nhau mới vô được, chứ không phải Bà La Môn nào cũng vô được. Và điều khiển cái tâm Bà La Môn này, khi nào những cái tâm những người Bà La Môn này mà có cái khuynh hướng lệch lạc thì ác ma mới kết nối dễ dàng, chứ không phải tình cờ. Nó không có một cái gì tình cờ, tất cả đều có duyên, đều có những cái điều kiện thích hợp, những điều kiện phù hợp mới nối kết được. Còn không, không dễ gì nối kết. Rồi này ác ma, ác ma Dusi nhập vào hàng Bà La Môn, Bà La Môn gia chủ và phỉ báng mạ lị thống trách và nhiễu hại các tỳ kheo có giới hạnh và thiện tánh như sau. Tức là nó nhập vào và nó làm cho những cái vị Bà La Môn này đó chửi các vị Sa Môn, những kẻ trọc đầu Sa La Môn giả hiệu Tiện Nô Thắc Mô sanh từ gót chân này. Quý vị biết là theo cái đạo Bà La Môn á, sanh ở mặt, cổ, ở ngực, ở bụng, ở chân, mỗi một người sanh ở đâu thì giai cấp nằm ở đó. Ví dụ những người lao động phổ thông, đi quét rác, đi làm những cái việc mà coi như là gọi là phổ thông bình thường đó, thì nó gọi đó là cái bọn mà nó sanh từ gót chân ra, bọn người hạ tiện. Họ nói, tức là nói rằng các sa môn nói đó, chúng tôi tu thiền và với hai vai thụt xuống, với mặt cúi xuống, mê mê dại dại, tu thiền, mê thiền, si thiền, dại thiền, dí như con cú đậu trên cành cây khi đang rình chuột, tu thiền, mê thiền, si thiền, dại thiền. Cũng vậy, những kẻ trọc đầu Bà La Môn giả hiệu Tiện Nô Hắc Nô sanh tự gót chân này,
Chúng nói, chúng tôi tu thiền, chúng tôi tu thiền, và với hai vai thụt xuống, mặt cúi xuống, mê mê dại dại, tu thiền, mê thiền, si thiền, dại thiền, ví như con giả can bên bờ sông. Con giả can là con chó rừng đó, ở bên bờ sông, khi đang rình cá, tu thiền, mê thiền, si thiền, dại thiền, cũng vậy những kẻ trọc đầu, sa môn giả hiệu, tiện nô, hắc nô, sanh tự gót chân này, họ nói chúng tôi tu thiền, chúng tôi tu thiền, và với hai vai thụt xuống, với mặt cúi xuống, mê mê dại dại, tu thiền, mê thiền, si thiền, dại thiền, ví như con mèo ngồi bên đống rác, khi đang rình chuột, tu thiền, mê thiền, si thiền, dại thiền, cũng vậy, những kẻ trọc đầu, sa môn giả hiệu, tiện nô, hắc nô, sanh tự gót chân này, họ nói chúng tôi tu thiền, chúng tôi tu thiền, và với hai vai thụt xuống, với mặt cúi xuống, mê mê dại dại, tu thiền, mê thiền, si thiền, dại thiền, ví như con lừa, gánh nặng được đặt xuống, đang tu thiền, mê thiền, si thiền, dại thiền, cũng vậy những kẻ trọc đầu, sa môn giả hiệu, tiện nô, hắc nô, sanh tự gót chân này, chúng nói chúng tôi tu thiền, chúng tôi tu thiền, và với hai vai thụt xuống, với mặt cúi xuống, mê mê dại dại, tu thiền, mê thiền, si thiền, dại thiền, này ác ma lúc bấy giờ, phần lớn những người ấy sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ và địa ngục. Vì vậy khi ác ma xâm nhập vào Bà La Môn, và Bà La Môn đến những cái nơi mà chư tăng đang hành thiền để mà gào lên những cái lời rô dại như vậy, thì không biết là được cái gì, nhưng cái điều chắc chắn là khi thân hoại mạng chung đó, thì những người này đó phải sanh vào trong các cõi khổ này, tùy theo cái tội mình tạo ra mà phải rơi vào trong cái cảnh đó. Rồi này ác ma, Thế Tôn Ca Quynh Xâm Đá là bậc A-la-hán, bậc chánh đẳng chánh giác, gọi các tỳ kheo. Này các tỳ kheo, những bà la môn gia chủ bị ác ma đu xí nhập vào và nói, hãy đến phỉ báng, mạ lị, thống trách và nhiễu hại các tỳ kheo có giới hạnh và thiện tánh. Do bị phỉ báng mạ lị, thống trách và nhiễu hại bởi các ngươi, các vị ấy có thể đổi tâm, và như vậy ác ma đú xí mới có dịp chi phối họ. Này các tỳ kheo, hãy đến biến mãn một phương với tâm câu hữu với từ và rồi an trú. Cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên dưới bề ngang hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên xứ, an trú biến mạng với tâm câu hữu với từ, quảng đại vô biên không tận không sân, với tâm câu hữu với bi, với tâm câu hữu với hỷ, biến mạng một phương với tâm câu hữu với xã, rồi an trú. Cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên dưới bề ngang hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên xứ, an trú biến mạng với tâm câu hữu với xã, quảng đại vô biên không hận không sân. Chúng ta ngừng lại ở đây và chúng ta ghi cái này, cái phần này đó là ngài Tôn giả Mahāca giải thích cho ác ma cháu hiểu rằng cái thời mình là cậu là ác ma đu si đó, do cái tâm của mình đó là muốn quấy phá các cái bậc chân tu, cho nên là mới xâm nhập vào các bà la môn để các bà la môn nó phỉ báng chửi rủa những người này. Cái mục đích phỉ báng chửi rủa đó làm cho những người này bị lay chuyển cái tâm thức. Có hai cái, một là trong lúc người ta tu thiền vậy đó, làm xáo trộn người ta không tu được, cái tâm của người ta nó bị chia chẻ, bị phóng dật, và có thể là nó bị những cái pháp mà ví dụ như nó nổi sân lên chẳng hạn, thì khi nó đổi tâm lên vậy thì ác ma mới nhập vào để cho cái sân của nó lớn lên. Thì nhớ nha, nhớ cái điều này. Cái khi mà mình nghi ngờ rằng đó là mình có bị cái giông nào nó theo, hoặc là nó có bị một cái nó gọi là một cái ám chướng nào nó theo đó, thì quý vị cứ nhớ nè, cứ mỗi lần có cái chuyện gì mà mình nổi ôn lên đó, rồi mình tức lên cái, thì mình sẽ thấy là cái tức của mình á nó tăng lên,
Và cái khi thí dụ như mình nói một cái lời mà nó quá đáng rồi thì mình biết ngay mình quá đáng, nhưng vẫn nói tiếp một cái lời quá đáng nữa thì mình biết rồi. Bên cạnh mình có một cái thế lực, có một cái thế lực. Và thông thường như vậy đó là những cái dông nó ở trong thân hoặc ngoài thân, tức là nó đã xâm nhập vào trong rồi, hoặc là nó đu ở dài, nó vòng vòng nó bám xung quanh đó, thì nó kết nối là như vậy đó. Nhiều lần mình nhận ra để cho nó xào xáo tất cả, mà cái xào xáo đầu tiên của nó là nó xào xáo ngay trong với những người nào mình sống hàng ngày với nhau. Cho nên cái này là một cái thực tế đó mà sư cô đã tiếp xúc và đã thấy rất là nhiều đó. Cái đầu tiên của hai người sống với nhau á, mà hai người có quyết định phá thai, thì cái việc đầu tiên mà nó xảy ra cho hai người này đó là hai người này bắt đầu đối xử với nhau là nó có thô tháo, nó có coi như là lỗ mãn ở trong đó, và có khi nó nặng nề và nó có cái ác khẩu với nhau và không kiềm chế được. Và sau khi mọi việc đi qua rồi đó, nhận thấy tiếp, nhưng đùng một cái chuyện rất nhỏ là nó sẽ đẩy lên rất cao, là phải biết đó là con của chúng ta đấy. Và nhớ rằng chúng ta đây đã làm nó tan nát như thế nào, thì nó sẽ dạy chúng ta biết rằng cha với mẹ nó hãy hưởng cái sự tan nát để hiểu thế nào là tan nát. Nó có hai sự tan nát. Sự tan nát đích thực là cái thân thể của nó bị hủy hoại tan nát và đi về đâu cha mẹ nó không biết. Cái thứ hai, nó tan nát đau khổ trong cái đời sống nó, tại sao chính cha mẹ nó hất tuổi nó. Thì bây giờ phải hiểu hai người này đây nói những cái lời ngọt ngào gắn bó với nhau, thì cũng chính hai cái miệng này nói những lời thô lỗ với nhau. Chính hai người này đây nắm hai cái bàn tay siết chặt với nhau, thì giờ đây hai cái bàn tay người này phải tát vào mặt lẫn nhau, phải dài xéo để hiểu thế nào là sự tan nát. Nếu chúng ta biết sám hối, nếu cho tương lai giúp đỡ để cho nó được đi tái sanh, thì chúng ta đây mới được bình an ở trong tâm của mình. Và cái sự ứng xử chúng ta mới bình thường được, còn không luôn luôn bị như vậy. Hầu hết đều bị như vậy. Kể cả những người mà cái bản chất của họ rất là hung ác, họ vẫn bị những cái thế lực nó xâm nhập. Và bao giờ cũng vậy, chúng ta đứng ở đâu, chúng ta ở cái vị trí nào, thì cái phước báo mà chúng ta ở trong cái thế giới mà có nhiều cái chư thiên lành thì ít, mà trong cái thế giới của nhiều người đau khổ đây thì rất là nhiều. Cho nên bao giờ người ta cũng xác nhận, bởi vì chính người ta đau khổ, chính người ta oán hận, chính người ta thù địch. Và bây giờ đây trong lòng mình có những điều đó thì người ta hợp tác vào để ta đung đẩy cho nó mạnh hơn lên. Đó là cái sự hoạt động của thế giới ác ma bên ngoài và cái hoạt động của thế giới ác ma ở bên trong. Cho nên sư cô mới nói rằng nếu mình tu niệm Phật thì cái ứng dụng của niệm Phật trong cái thời khắc đó cực kỳ quý báu. Khi mình thấy mình quá nóng rồi thì cái tâm mình an trú trong cái niệm Phật. Nếu mình thấy mình quá nóng rồi, cái tâm mình an trú trong cái bài kinh mà mình đã trì. Tôi nguyện không kết quan trái với bất cứ chúng sinh nào. Tôi nguyện giữ tâm không thù hận. Tôi nguyện giữ tâm không khổ não. Tôi nguyện giữ gìn thân tâm thường an lạc. Phải an trú trong niệm Phật để chi để được sự bình. Còn đây, trong cái phần thứ hai này đó, thì chính là cái lời khuyên của Đức Phật mới dạy cho những vị tỳ kheo mà khi bị ác ma đó nó xâm nhập vào, thì cái vị này phải hành trì theo cái pháp tu của mình. Và cái pháp đầu tiên đó là rải tâm từ. Thì trong rải tâm từ này đó, nó có bốn cái chữ mà tất cả chúng ta đây đều biết hết rồi, đó là từ bi hỷ xả. Riêng chữ hỷ này đó, chúng ta phải hiểu nó là tùy hỷ. Và chữ xả này đó, nó là hành xả. Nó nằm trong đó. Chữ từ cũng là tình thương, mà chữ bi cũng là tình thương. Nhưng hai cái tình thương này nó khác nhau một chút xíu. Ở đây là sư cô có giảng rồi, đây là chỉ lặp lại thôi.
Bây giờ mình lấy cái ví dụ này dễ hiểu đấy. Ví dụ như người mẹ có cái đứa con, thì cái tình thương của mẹ đối với con nó có hai cái. Cái khi người mẹ cho cái đứa con bú, vuốt tóc đứa con, nhìn đứa con, rờ cái tay nó, nắm bàn tay nó vuốt về, thấy mình mẩy đó, mỗi một ngày nó lớn lên, nó hồng hào, nó phơi phới lên, thì cái người mẹ trong lòng rất là vui. Cho nên nhìn thấy con phơi phới, tươi đẹp, sáng suốt lên, thì trong lòng của người mẹ an vui, hạnh phúc, và rất là thương quý cái báu vật này. Cái thứ hai cũng là tình thương. Khi con đau bệnh, khóc lóc suốt đêm, thì cái người mẹ ở đây đó, dẫu mà có rã rời tay chân đó, thì cũng bằng mọi cách, không vác được con trên con vai, không bồng được con trên vai, thì cũng đặt con đó trên cái lòng ngực của mình, ấp nó vào lòng để dỗ dành cho nó nín được. Thì như vậy, khi mà cái tình thương này khởi lên á, là khi thấy cái chúng sinh này khổ, và làm mọi cách để chúng sinh này dứt khổ, thì cái đó là cái bi. Còn cái tình thương này đó, thì khi mà thấy chúng sinh này được tốt tươi rồi, thì lại còn dung bồi để cho nó thêm tốt tươi. Thì cái từ bi nó là như thế. Nó chỉ có một cái nguồn căn bản của nó là tình thương, muốn người ta phơi phới vươn lên, và muốn người ta không có bị đau khổ, thoát khỏi khổ này, thì cái đây là cái từ bi. Và trong cái tình thương này, tất cả chúng ta đều biết, nhưng có một điều chúng ta không biết rõ đó, là chúng ta biết đối xử với người khác như thế, nhưng chúng ta chưa biết đối xử với mình. Chính vì vậy đó mà sư cô mới giảng cái bài pháp là rải tâm từ cho mình. Chúng ta chỉ quen có cái từ bi với người khác, chúng ta chưa quen có cái từ bi với mình. Khi chúng ta khóc, chúng ta không dỗ cho mình nín, mà chúng ta làm cho mình khóc mãi, khóc kiếp này qua tới kiếp khác. Như vậy chúng ta có tâm từ không? Chúng ta soi gương đó, thấy gương mặt mình héo hon, con mắt mình thóc thầu, vậy mình có cứu mình ra khỏi không? Sao mình không có nuôi cái hình ảnh mình đó, tốt tươi xinh đẹp, lành mạnh, phơi phới vươn lên? Sao không nuôi dưỡng hình ảnh này mà lại làm cho nó tâm tối, nó héo hon như vậy mà không cứu nó ra? Vậy tâm từ mình ở đâu? Tâm bi mình ở đâu? Mình vì ai? Mình vì cái gì mà mình chấp nhận một cái chết, thần chết nó đang ở với mình, và nó làm cho mình sa sút, làm cho mình đó là thoái đọa đến như vậy mà vẫn nuôi dưỡng nó? Vậy từ bi ở đâu? Mà không có từ bi với mình, chúng ta hãy suy nghĩ. Nếu chúng ta không từ bi với mình mà chúng ta từ bi với người, mình có lệch lạc không? Hãy suy nghĩ. Nếu mình thấy mình không có lệch lạc thì tiếp tục hủy hoại đời mình, tiếp tục nuôi dưỡng tất cả những cái pháp quế nhiễm này này để đưa mình đến thoái đạo. Còn nếu mình thấy mình sai thì mình sửa đổi. Cho nên đó là sư cô rất nhiều lần sư cô nói quý vị rằng chúng ta không vì ai bất cứ trên cõi đời này cả. Kể cả chúng ta không có vì mình mà sai lạc nữa, mà chúng ta chỉ duy nhất là chúng ta có một cái con đường thiện ở đây để đi lên mà thôi. Trong bất cứ mọi hoàn cảnh nào, chúng ta chỉ vì cái thiện, thiện trí mà vươn lên thôi. Dẫu ta thương ta, mà thương đúng có nghĩa là đi con đường này, mà thương sai là không phải con đường này, chúng ta cũng không cho nó nữa mà. Vậy tại sao chúng ta vì tất cả những thứ khác? Tại sao tất cả vì người khác, vì những thứ khác mà không phải là sự thiện lành đấy? Hãy xem xét lại, chúng ta đúng hay sai? Chúng ta có trí tuệ hay là che mờ cái trí tuệ để mà đáp ứng cho cái nhu cầu tình cảm và cảm xúc của mình? Chúng ta bị cái tình cảm cảm xúc thuộc về cái pháp luyến ái này
cực kỳ nặng, khó mà thoát được, khó mà nhìn thấy nó, và khó mà đủ can đảm để buông ra. Chuyện đó chỉ có thể buông ra đó là khi nào, khi nào mà chúng ta có hai cái pháp hỷ xả này đó. Pháp hỷ xả này nó có hai con đường. Con đường thứ nhất là tùy hỷ cái chúng sanh khác, và con đường thứ hai là tùy hỷ với mình. Tùy hỷ với chúng sinh khác gì? Khi ta giàu hơn mình, ta đẹp hơn mình, ta thành công hơn mình, ta giỏi giang hơn mình, thì mình vui vì người ta có nhiều phước báo như vậy. Và mình cũng mong muốn rằng làm sao mình cũng tạo dựng được có phước báo để mình được như vậy, thì cái đó là tùy hỷ. Còn khi mà tùy hỷ không phát sinh lên được thì cái lận, cái tật và cái lận này nó sẽ phát sinh lên, tức là lòng đố kỵ và lòng ích kỷ nó phát sinh lên. Như vậy cái pháp hỷ là tùy hỷ này nè, làm cho những pháp bất thiện phải ra đi và pháp thiện ở lại với chúng ta. Con đường nữa là xả, thì lần trước chúng ta, tôi cô đã giảng nhiều, tất cả những ở đây, những cái màu xanh này đều xả hết. Nhưng mà hành xả nằm đây, hành xả nằm ở đây. Hành xả làm cho tất cả những cái pháp thiện khởi lên trong tâm chúng ta đều ở thế quân bình hết. Chúng ta không bị lệch lạc bất cứ gì, cán cân chúng ta quân bình. Một người đắc thiền nằm trong cái quân bình này. Một người đắc đạo quả nằm trong cái quân bình hành xả này. Một người có một cái tâm thiện lành vững chắc, hành xả nằm ở chỗ này. Và chúng ta không thiên lệch về đâu cả, không có chút thiên lệch nào. Cán cân chúng ta ở mức quân bình, đầu tiên là quân bình ở trong tâm, và hai nó quân bình trong tứ đại, và sau đó là tất cả những cách ứng xử của chúng ta đều sáng suốt hơn. Nhiều người không biết nói là xả đây có nghĩa là buông bỏ hết tất cả. Khi mà chúng ta có hành xả rồi, không còn nói buông bỏ nữa, mà tự nhiên tất cả các pháp bất thiện không có chỗ để tồn tại. Buông bỏ nằm chỗ đó. Còn khi mình nói rằng ôi chuyện đó tôi bỏ hết, bỏ hết tôi không tính, đó là mình nói bằng kiến thức. Mình xác tính một kiến thức đúng, nhưng mình có lẽ làm được cái đúng hay không, nó phải đi tới hành xả nó mới làm được, chứ không phải chỉ là ước muốn thôi. Ước muốn nó phải thực hiện bằng cách chúng ta có rèn luyện, có tu tập thì chúng ta mới thực hiện được. Mình nói là ồ giận chi, giận mệt, không giận nữa, nghĩ chi cho mệt, không nghĩ nữa, đó là mình nhận xét đúng. Mình đưa ra một cái phán quyết đúng, mình đưa ra một cái chỉ năm đúng. Nhưng làm đúng hay không phải có tu tập, phải có rèn luyện. Cho nên nó mới là giai đoạn 1, chưa phải là giai đoạn 2. Thì cái từ bi hỷ xả này chúng ta sẽ học rất nhiều khía cạnh, chứ không phải như chúng ta nói. Quý vị có thể tìm đọc cái quyển mà tu theo từ bi hỷ xả của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Bởi vì Ngài là tu theo cái từ bi hỷ xả này, thì quý vị sẽ học nhiều nữa. Bởi vì nó mở ra rất nhiều những cái khía cạnh, những cái khuynh hướng. Nhưng mà đây là cái nền tảng đầu tiên. Vì tất cả những ai thành Phật đều hằng ngày, hằng phút, hằng giây, khi mà ứng xử với lại chúng sinh ở thế gian này đều ứng xử bằng từ bi hỷ xả hết. Là cái này là cái căn bản, cái bước đầu tiên trên cái con đường tu tập mà chúng ta rèn luyện. Ví dụ như Đức Quán Âm, tuy Ngài là một biểu tượng, nhưng đây là một cái biểu tượng của từ bi hỷ xả. Tức là trong tâm lúc nào cũng có một cái tình thương, cũng gieo trồng một cái suối nguồn của tình thương để mà nâng đỡ, để mà bồi đắp cho tốt lại càng thêm tốt. Nâng đỡ những cái gì nó sa sút, những gì nó yếu kém, những gì nó thoái đọa thì nâng đắp nó lên. Và luôn luôn đó, hoan hỷ với phước báu của người khác, hoan hỷ với tài năng của người khác, để từ chỗ đó đó mới học hỏi và mới nâng mình lên được. Và bất cứ đối với một cái cư xử gì với ai cũng như với mình, đều có một cái sự khách quan, đều có một cái sự sáng suốt, đều có sự thiện lành trong ứng xử với người và ứng xử với mình. Thì đây là cái pháp căn bản của từ bi hỷ xả. Thì Ngài mới giảng vậy, là cái người sa môn
cái khi mà gặp phải những cái trường hợp mà người ta đến, người ta chửi bới, người ta quấy nhiễu mình như thế này đó, thì mình an trú trong cái tâm từ, an trú trong tâm bi. An trú trong tâm bi, từ trong tâm bi là bởi vì mình lấy cái tình thương mà ứng xử với sự sai lầm của người ta, chứ không có lấy cái sự tức giận của mình để mà ứng xử với người này. Thì khi mà tâm mình nó khởi lên từ hoặc bi hoặc hỷ hoặc xả, thì an trú vào trong đó, tức là giữ nguyên. Rồi xong nè, nếu mà nó trước mặt mình á, là nó đứng đối diện mình, đây là hướng đông á, thì mình á, rải tâm từ cho hết tất cả chúng sinh ở hướng đông này. Nó đứng hướng tây thì rải hướng tây, hướng nam, hướng bắc, hướng trên, hướng dưới, dẫu nó không có đứng cũng rải hết. Sau đó thì biếu mảng rộng lớn khắp nơi, không có phương hướng gì hết, chỗ nào cũng tràn đầy cái từ bi hỷ xả. Nhưng mà đầu tiên đó, thì những vị tỳ kheo này đó là phải đưa cái tâm mình vào trong cái trạng thái từ, trạng thái bi, trạng thái hỷ, trạng thái xả, an trú trong đó. Rồi sau đó mới biến mảng ra phương thứ nhất, phương thứ hai, phương thứ ba, phương thứ tư, phương trên, phương dưới, rồi sau đó là rộng khắp ra. Thì cái con đường hành trì này, cái người mới vào tu thì cũng đều phải học cái này cả, đều phải tập cái này cả, đều phải rèn luyện cái này cả. Cho nên là khi mà được dạy như vậy thì những vị tỳ kheo này đó làm đúng cái con đường như thế. Thì đây là cái cách mà làm cho tất cả những cái ác ma này nè, những cái ma phương này nè, mà khi một cái người mà đã an trú trong cái từ bi hỷ xả mà biến mảng nó rộng lớn khắp nơi, thì nơi đây đó những cái ác ma này nó phải thu hình nhỏ lại hoặc là nó sẽ biến mất. Tại vì nơi đấy đó những người có phước báo như chư thiên sẽ có mặt ở đó, và nó làm thành đó một cái từ lực rất là rộng lớn, thì ma vương không có chỗ để mà sống nữa, thì ma vương phải biến đi. Vậy theo đây là con đường hành trì mà Đức Phật dạy cho chư tỳ kheo khi mà bị ma vương, bị ác ma, bị tất cả những kẻ nào mà nó làm cho là xáo trộn, làm cho nhiễu dương, làm cho cái biến đổi cái tâm mà nó đang hành trì tu tập của người tu, thì tâm mình lập tức an trú trong từ bi hỷ xả, thì như vậy thoát khỏi ma vương. Xin mời quý vị nghĩ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của pháp thí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính pháp, phước của Phật tử và bá tánh trong và ngoài nước đã hùng phước với nhiều hình thức khác nhau để xây dựng tịnh xá pháp huệ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại chùa Giác Lâm này, đến tất cả chư âm, chư binh, chư dông, chư linh ở trong cũng như ở ngoài khu vực này. Cầu cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến cửu quyền thất tổ được thờ trong chùa Giác Lâm, đến cửu quyền thất tổ của toàn thể hội chúng, đến tất cả các bậc ân nhân đã quá cố của hội chúng, đến tất cả những người mà bị vô minh trên đường luân hồi hội chúng và gia quyến của hội chúng đã làm thương tổn. Xin hồi hướng và cầu nguyện cho tất cả chư vị đó hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến hội chúng và gia quyến của hội chúng, cầu cho tất cả đều được sức khỏe, được bình an, được tiến hóa, được có đầy đủ phước báo vật chất và phước báo trí tuệ trổ sanh. Tất cả những ước muốn thiện lành của hội chúng và gia quyến của hội chúng đều được thành tựu như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bye.